54. Thả thính. Tiểu Bạch chớp mắt, vung móng vuốt. Nhị Nha nói, thả thính có nghĩa là ta cũng không hiểu. Tiểu Bạch. Nghe thấy lời của Dạ Nam Tình, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, thấy cô ta nghiêm túc, hắn cũng không dám đưa nữa, lập tức cất tổ nguyên đi. Thấy Diệp Quân cất tổ nguyên, lúc này Dạ Nam Tình mới nở nụ cười. Còn người đàn ông trung niên ở bên cạnh thì thầm nói đáng tiếc. Tổ nguyên đó. Trái tim ông ta đang nhỏ máu. Nhưng ông ta cũng không dám ra lệnh cho Dạ Nam Tình, bây giờ địa vị của Dạ Nam Tình ở nhà họ Thiên còn quan trọng hơn cả tộc trưởng là ông ta. Lúc này, Tần Quan đột nhiên đi tới trước mặt Dạ Nam Tình, bà ấy khẽ mỉm cười, Nam Tình cô nương, không giấu gì cô, lần này chúng ta đến nhà họ Thiên là vì mong có thể được nhà họ Thiên giúp đỡ. Nhưng Dạ Nam Tình lại thẳng thừng lắc đầu, nhà họ Thiên không muốn bị cuốn vào trong ân oán giữa quá khứ tông và vũ trụ quan huyên. Nhà họ Thiên không thể rơi vào vũng nước đục này được. Tần Quan mỉm cười, Nam Tình cô nương, cô cũng biết đấy, nhà họ Thiên không thể không nhúng tay vào chuyện lần này được. Mà giữa chúng tôi và quá khứ tông cuối cùng cũng sẽ phải phân thắng thua, hôm nay nếu nhà họ Thiên không lựa chọn, thì sau này chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Dạ Nam Tình im lặng. Không quan tâm. Không thể nào. Trận chiến giữa vũ trụ quan huyên và quá khứ tông lần này đã vét sạch toàn bộ tuế nguyệt Trường Hà. Thế lực nào không quan tâm phải có thực lực siêu nhiên, mới có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân. Nếu không, một khi trật tự mới được thiết lập, dù quá khứ tông hay vũ trụ quan huyên chiến thắng, tình cảnh của nhà họ Thiên đều sẽ trở nên rất khó xử. Lúc đánh nhau ngươi không giúp, ai cho phép ngươi hưởng thụ thành quả chiến thắng? Phải biết rằng hai cổ tộc tuế nguyệt khác đều đã chọn thế lực xong. Một khi hai cổ tộc tuế nguyệt này cược thắng, thì kết cục của nhà họ Thiên sẽ là bị hai nhà từng bước xâm chiếm. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tình thầm thở dài. Trận chiến này đã kéo theo toàn bộ vũ trụ. Thế lực lớn cao cấp không thể nào tránh khỏi. Dạ Nam Tình nhìn về phía Tần Quan, quá khứ tông cũng từng đến tìm chúng ta. Rõ ràng đây là muốn có được nhiều lợi ích hơn cho gia tộc. Tần Quan cất lời, Nam Tình cô nương, theo ta được biết, cô đã thành thân với con trai của ta rồi. Nghe thấy thế, người đàn ông bên cạnh quay đầu nhìn về phía Dạ Nam Tình, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nét mặt của Dạ Nam Tình lại rất bình tĩnh, Diệp công tử không nói rõ chuyện này với Tần các chủ à. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó cười nói, Nam Tình cô nương. Nếu cô chỉ vì lợi ích nào đó của nhà họ Thiên, thì còn có cái gì tốt hơn thân phận này nữa? Dạ Nam Tình nhíu mày. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, con nói chuyện với Nam Tình cô nương đi. Dứt lời, bà ấy dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi. Tộc trưởng nhà họ Thiên kia thoáng chần chừ, sau đó cũng xoay người rời đi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân trước mặt, không nói gì. Diệp Quân cười hỏi, đi dạo một lát nhé. Dạ Nam Tình bình tĩnh nói vào việc chính đi. Diệp Quân chợt hỏi, cô muốn cái gì? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, người có ý gì? Diệp Quân giải thích, cô muốn lấy được cái gì vì nhà họ Thiên, chỉ cần ta có, ta đều sẽ đồng ý với cô. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân mỉm cười nói, vì không muốn trở thành kẻ thù với cô. Nghe thấy lời của Diệp Quân. Trái tim vốn đã lấy lại bình tĩnh của Dạ Nam Tình chợt đập mạnh trở lại, cô ta cứ nhìn Diệp Quân như thế, không nói một lời. Diệp Quân mỉm cười, ta nghiêm túc đấy. Dạ Nam Tình im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi thích ta à? Nghe thấy câu này, Diệp Quân ngây người. Hắn không ngờ Dạ Nam Tình lại thẳng thắn như thế. Đối với cao thủ như cô ta, đương nhiên không tồn tại mấy lời vòng vo, đặc biệt là cô ta luôn theo đuổi đại đạo. Một vài chuyện nam nữ cô ta chưa từng để trong lòng, vì thế mới có thể nói thẳng như thế. Dạ Nam Tình cứ nhìn chằm chằm Diệp Quân như thế, đợi hắn trả lời. Diệp Quân cười nói, Nam Tình cô nương, hôm nay ta đến là để thương lượng với cô. Dạ Nam Tình bình tĩnh hỏi, bây giờ không phải chúng ta đang thương lượng à? Hay là vấn đề ta hỏi ngươi rất khó trả lời? Diệp Quân nói, Nam Tình cô nương, ở đế quốc Vĩnh Dạ. Ta thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của cô, những lời khi nãy cũng chỉ là. Dạ Nam Tình ngắt lời Diệp Quân, ngươi đừng nói những điều này, trả lời thẳng vấn đề của ta là được, dứt khoát chút đi,
ta tu đạo rất bận, nếu không phải thích thì chúng ta đường ai nấy đi, vì ta không muốn lãng phí thời gian vào một chuyện không có ý nghĩa. Diệp Quân cạn lời. Dạ Nam Tình này. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quân, khó nói lắm à, mọi người đều là người tu đạo, vòng vo làm gì? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không thích. Không thích. Nghe Diệp Quân nói thế, Dạ Nam Tình im lặng. Ánh mắt cô ta rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. Diệp Quân còn muốn nói gì nữa nhưng Dạ Nam Tình đã quay người rời đi. Nếu đã không thích thì không cần phải nói thêm điều vô nghĩa nữa. Tu hành thôi. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại kéo tay Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình khẽ cau mày, quay lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, ta vẫn chưa nói hết. Dạ Nam Tình mặt không đổi sắc, nói. Diệp Quân mỉm cười, hắn biết cô gái trước mắt vẫn luôn tập trung tu hành, ít tiếp xúc với người nên nói chuyện rất thẳng thắn. Đương nhiên không thể đánh giá thấp kiểu người này. Nghị lực và ý chí của họ là điều người thường không thể so sánh được. Khi cô ta có hứng thú với ngươi, ngươi sẽ là tất cả của họ, nhưng khi cô ta không có hứng thú với ngươi thì ngươi sẽ chẳng đáng giá một đồng. Không là gì cả. Mà hiển nhiên Dạ Nam Tình là kiểu người này. Diệp Quân nắm tay Dạ Nam Tình, cười khẽ, thật ra sở dĩ cô hỏi ta như vậy là muốn khiến mình hoàn toàn từ bỏ, sau đó càng thêm kiên định với đạo tâm, từ nay một lòng cầu đạo đúng không? Trong mắt Dạ Nam Tình hiện lên vẻ ngạc nhiên. Như Diệp Quân nói, sở dĩ cô ta hỏi như vậy thật ra là muốn Diệp Quân trực tiếp từ chối mình. Cô ta vẫn muốn tiếp tục theo đuổi đại đạo. Nhưng lúc này trái tim cô ta đã chẳng thể bình yên được nữa. Loạn rồi. Bây giờ điều cô ta muốn là từ bỏ. Cô ta không ngờ người đàn ông trước mắt lại có thể nhìn thấu ý định của mình. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, vậy nên ngươi định ngăn cản ta à? Diệp Quân khẽ cười, không nói gì, hắn xòe tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Dạ Nam Tình, ta biết cô một lòng cầu đạo. Không muốn ta làm lỡ giờ cô, tổ nguyên trong nhẫn không gian này coi như ta báo đáp ơn cứu giúp của cô lúc trước, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Dạ Nam Tình nhìn nhẫn không gian hồi lâu không nói gì. Đây là câu trả lời mà mình muốn ư. Hai mắt Dạ Nam Tình từ từ nhắm lại. Bên kia, Diệp Quân tìm đến Tần Quan và Nhị Nha, Tần Quan nhìn Diệp Quân. Hắn khẽ cười, chúng ta đi thôi. Tần Quan nhìn Diệp Quân một lát rồi cười, được. Nhị Nha lên tiếng, nhà họ Thiên. Tần Quan cười bảo, sở dĩ ta đến tìm nhà họ Thiên không phải vì hy vọng họ có thể giúp đỡ chúng ta, mà vì Nam Tình cô nương từng giúp Tiểu Quân, vì thế ta muốn cho họ chút gì đó. Nói xong bà không nói thêm gì nữa, kéo Diệp Quân xoay người rời đi. Nhà họ Dương thật sự không thiếu cường giả. Bất kể là mối quan hệ của đời trước nữa hay mối quan hệ ở đời trước thì cũng đã đủ để họ dùng rồi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời khỏi Thiên tộc. Sau khi đến Viêm Hoàng giới, Diệp Quân bắt đầu vào tiểu tháp tu luyện, tiếc là Diệp Thanh Thanh không ở đây, bởi vì cơ thể người phàm của hắn vẫn chưa đúc xong. Mà nếu đúc xong cơ thể người phàm thì bắt buộc phải chiến đấu. Vì thế, hắn chỉ có thể tu luyện kiếm kỹ của mình. Điều hắn có thể làm được bây giờ là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm và thời không tuế nguyệt chồng chéo. Hắn cũng không có hứng đi tu luyện kiếm kỹ khác, bởi vì thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm và thời không chồng chéo đều thuộc kiếm kỹ đã trưởng thành, tiềm năng vô hạn. Thời không chồng chéo. Lúc này hắn nhớ đến Từ Chân. Chân tỷ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về cuối trời, nhẹ giọng nói, kiếp giới. Sau một thời gian, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bên ngoài Huyền Hoàng giới. Lúc này bên ngoài Huyền Hoàng giới đã chật kín cường giả, khí thế của những cường giả này cực mạnh, thời không tuế nguyệt xung quanh không chịu nổi khí thế của họ, dần dần trở nên hư ảo. Người đứng đầu chính là tộc trưởng quỷ tộc. Đằng sau ông ta là vô số cường giả quỷ tộc. Ngoài ra còn có ông lão ẩn tông, đằng sau ông ta còn có vô số cường giả áo đen bí ẩn. Đám đông do tộc trưởng quỷ tộc đứng đầu. Dù sao ở đây thực lực của ông ta là mạnh nhất. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn Huyền Hoàng giới nơi xa, bình tĩnh hỏi, tông chủ đang chờ cái gì vậy? Ẩn tông đáp, chờ người. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn ông lão ẩn tông, những người này của chúng ta vẫn chưa hạ được Huyền Hoàng giới à? Ẩn tông nhíu mày, quỷ tộc trưởng, chẳng lẽ ông vẫn còn coi thường vũ trụ quan huyên sao? Từ khi bắt đầu đến giờ,
ông ta vẫn luôn dè chừng vũ trụ quan huyên. Người càng đánh càng đông, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Nhất là bây giờ, bọn họ không chỉ phải đối mặt với Diệp Quân, còn có cả Tần Quan. Người này là ai? Thê tử của kiếm chủ nhân gian. Một tay dựng nên Tiên Bảo Các, là nhân vật đáng gờm giàu nhất vũ trụ. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã phải chịu rất nhiều tổn thất. Hơn nữa bọn họ còn không rõ Tuế Nguyệt Các của Tần Quan mạnh đến mức nào. Nếu lúc này mà còn khinh thường thì chẳng phải tự tìm chết sao? Tộc trưởng quỷ tộc nhìn ông lão Ẩn Tông, thế này được không? Nếu Ẩn Tông ông sợ thì có thể đứng sang một bên, để quỷ tộc ta lên trước. Vẻ mặt ông lão Ẩn Tông trầm xuống, quỷ tộc trưởng, Tần Quan cực kỳ khó đối phó đấy. Nhưng tộc trưởng quỷ tộc lại lắc đầu, ngắt lời ông lão Ẩn Tông, ông đừng nói những lời làm tăng ý chí chiến đấu của người khác, hủy diệt uy phong của mình nữa. Nói rồi ông ta nhìn huyền hoàng giới phía xa, ánh mắt dần trở nên âm trầm lạnh lùng. Người ở thời đại này dám coi thường quỷ tộc bọn họ. Đúng là không thể nhịn được. Phải biết là khi xưa quỷ tộc của bọn họ suýt nữa đã xóa sổ được toàn bộ Tuế Nguyệt nghịch lưu giả trong Tuế Nguyệt Trường Hà đấy. Cuối cùng nếu tên thiên đạo chết tiệt không xuất hiện thì quỷ tộc bọn họ đã thống trị toàn vũ trụ rồi. Mà cho dù thiên đạo xuất hiện cũng không tiêu diệt được quỷ tộc của bọn họ. Tộc trưởng quỷ tộc hô lên, giết. Nói xong, đám cường giả quỷ tộc sau lưng ông ta lao thẳng về phía huyền hoàng giới. Nhìn thấy cảnh này, ông lão Ẩn Tông biến sắc, quỷ tộc trưởng, tông chủ có lệnh không có lệnh của cô ấy thì không được ra. Tộc trưởng quỷ tộc lạnh lùng nhìn ông lão Ẩn Tông, ông bớt lấy cô ta ra áp chế ta đi, cô ta giúp quỷ tộc giải trừ phong ấn, quỷ tộc ta đồng ý giết Diệp Quân giúp cô ta, quỷ tộc và cô ta là quan hệ hợp tác chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Nói xong ông ta quay người lao về phía huyền hoàng giới. Sắc mặt ông lão Ẩn Tông trở nên cực kỳ khó coi, đám người tạp nham này. Dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng quỷ tộc, đám cường giả quỷ tộc đồng loạt xông về phía huyền hoàng giới. Nhưng họ vừa vào huyền hoàng giới, vô số cột lửa dài mấy chục nghìn trượng đã đánh bay bọn họ. Tất cả cường giả quỷ tộc đều khó hiểu, đây là cái quái gì? Ngay khi bọn họ đang thắc mắc thì những cột lửa đó đã phóng tới trước mặt họ, tộc trưởng quỷ tộc đi đầu bị tung ra một quyền. Quyền mang quét ra. Quyền này phóng ra, quyền mang lập tức bao phủ những cột lửa đó, nhưng giây tiếp theo nét mặt tộc trưởng quỷ tộc lại thay đổi. Tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang vọng khắp đất trời, sau đó hàng chục đám mây hình nấm phóng lên trời, mây hình nấm nhấn chìm toàn bộ cường giả quỷ tộc, đồng thời từng luồng sóng nhiệt kinh khủng lan ra, trải rộng khắp bốn phía. Nhưng khi những luồng sóng nhiệt này lan tới thành huyền hoang lại bị đại trận phòng hộ của thành ngăn lại. Mà những cường giả quỷ tộc thì đi đời. Một số cường giả thực lực yếu đã bị luồng sóng xung kích đánh tan xương nát thịt, thần hồn tan rã, những cường giả còn lại cũng bị đẩy lùi về phía sau. Đùng đoàng. Đúng lúc này, tộc trưởng quỷ tộc lao ra từ vùng sóng nhiệt, ông ta vung tay về phía trước, những luồng sóng nhiệt xung quanh bị phá tan, mà sắc mặt ông ta cũng cực kỳ khó coi. Cường giả quỷ tộc có hơn vạn người, vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã mất hàng nghìn người. Hàng nghìn người. Trái tim ông ta rỉ máu. Họ đều là tộc nhân của quỷ tộc đấy. Những cường giả quỷ tộc còn lại cũng kinh hãi, những thứ vừa nãy rốt cuộc là gì? Trên bầu trời, tộc trưởng quỷ tộc hung tợn hét lên, giết. Nói xong ông ta lao thẳng về phía thành huyền hoàng. Phía sau ông ta cũng có một đám cường giả quỷ tộc theo sát. Trên tường thành, Tần Quan bình tĩnh đứng đó, bà nhìn tộc trưởng quỷ tộc đang xông lên với vẻ mặt bình thản. Khi tộc trưởng quỷ tộc chuẩn bị vào thành huyền hoàng, đột nhiên một cô bé bay lên trời từ trong thành, tung một quyền về phía tộc trưởng quỷ tộc. Dầm! Một quyền này đã ép tộc trưởng quỷ tộc phải dừng lại tại chỗ. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn cô bé trước mắt với vẻ không tin được, trong lòng chấn động, thực lực của cô bé này đáng sợ quá. Cô bé này chính là Nhị Nha. Nhị Nha nhìn tộc trưởng quỷ tộc trước mặt, cười tâu toét, nào, tiếp tục. Nói rồi cô bé lao về phía trước giống như đạn đại bác, phóng thẳng về phía tộc trưởng quỷ tộc. Nhìn thấy Nhị Nha lao tới, trong mắt tộc trưởng quỷ tộc hiện lên vẻ tàn ác, tay phải ông ta nắm thành quyền, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay ông ta xuất hiện vòng xoáy màu đen, giây tiếp theo ông ta tiến lên, tung quyền về phía Nhị Nha. Nhị Nha ở đối diện lựa chọn cách cứng đối cứng.
Ầm. Ngay khi nắm đấm của hai người va vào nhau, làn sóng xung kích đáng sợ bộc phát ra, hai người đồng thời kịch liệt lui về phía sau. Tuy nhiên, cả hai đồng thời nhanh chóng dừng lại, rồi lại lao về phía nhau. Cả hai đều chọn cách cứng đối cứng một lần nữa. Ầm. Một tiếng nổ vang lên trong thiên địa, thế giới lúc này đã vỡ vụn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng xét về sức mạnh, hiển nhiên Nhị Nha mạnh hơn, mỗi quyền đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, quan trọng nhất là khả năng phòng ngự của cô bé lợi hại, cô bé đánh nhau trước giờ không bao giờ phòng ngự, bởi vì hầu như không ai có thể làm cơ thể cô bé bị thương, vì thế cô bé có thể ngông cuồng thoải mái. Những cường giả quỷ tộc khác điên cuồng tấn công đại trận phòng ngự của Thành Huyền Hoàng. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời xa xa vang lên tiếng nổ vang, sau đó Nhị Nha và tộc trưởng quỷ tộc lại đồng loạt lùi về phía sau. Lần này, tộc trưởng quỷ tộc vốn định ra tay lần nữa, nhưng dường như cảm nhận được gì, ông ta quay người lại, ở nơi cách ông ta không xa, thời không bỗng tách ra, sau đó một cô gái áo bào trắng chậm chậm đi ra. Cô gái áo bào trắng. Nhìn thấy cô gái áo bào trắng, Nhị Nha nheo mắt, ý chí chiến đấu trong mắt chợt bùng cháy. Ngay sau đó cô bé lao thẳng về phía cô gái áo bào trắng. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Tần Quan thay đổi, Nhị Nha, đừng. Nhưng đã muộn. Cô gái áo bào trắng trên trời nhìn Nhị Nha đang lao tới, đôi môi hé mở, vỡ. Rắc rắc. Cơ thể Nhị Nha bắt đầu nứt ra từng tấc. Trên bầu trời, cơ thể của Nhị Nha bị tách ra, máu thịt bắn tung tóe, vô cùng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên trời. Là Diệp Quân. Diệp Quân đứng ngăn trước mặt Nhị Nha, khi hắn đối mặt với cô gái mặc áo bào trắng trước mặt, một cảm giác áp bức chết người hiện lên trên khuôn mặt hắn. Áp lực vô hình đáng sợ. Ngộp thở. Tuyệt vọng. Không thể cưỡng lại. Cảm giác này giống như con người đang đối mặt với một cơn sóng thần quái dị. Chỉ có thể chết. Không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quân nhìn chằm chằm cô gái mặc áo bào trắng, hắn biết mình không có cơ hội đối mặt với cô gái này, nhưng hắn không lùi bước. Bởi vì một khi hắn rút lui, Nhị Nha nhất định sẽ chết trước mặt cô gái này. Cô gái mặc áo bào trắng nhìn Diệp Quân với ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên gầm lên một tiếng, theo đó, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể cô bé quét ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, trên người cô bé xuất hiện vô số vảy đen sẫm. Hai mắt biến thành màu đỏ máu kỳ dị, đỉnh đầu xuất hiện hai chiếc sừng giống như sừng trâu, không chỉ vậy, sau lưng còn có một cái đuôi dài. Biến thân, như một tiểu ác ma. Khoảnh khắc Nhị Nha biến hình, một luồng khí tà ác đáng sợ quét ra khỏi cơ thể cô bé. Khuôn mặt của mọi người có mặt tại đó đều biến sắc. Ngay cả sắc mặt của Diệp Quân cũng thay đổi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một khí tức nào tà ác như vậy. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Nhị Nha lại bị gọi là ác thú. Sau khi biến thân, Nhị Nha kéo Diệp Quân ra sau mình, rồi nhìn cô gái mặc áo bào trắng. Cô gái mặc áo bào trắng nhìn Nhị Nha, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nhị Nha không có nói nhảm, nhảy lên, lao thẳng vào cô gái mặc áo bào trắng. Bùm! Với sự va chạm này, toàn bộ huyền hoàng giới, ngoại trừ Thành Huyền Hoàng, mọi thứ bắt đầu tan vỡ. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của tất cả những cường giả có mặt tại đó đều biến sắc. Thần sắc tộc trưởng quỷ tộc giờ phút này cũng bị rung động, thực lực cô bé trước mặt đúng là kinh người, nếu như đối phương biến thân ngay từ đầu, ông ta sẽ không cách nào chống lại được. Quá kinh khủng! Diệp Quân lúc này cũng bị chấn động, hắn không ngờ sức mạnh của Nhị Nha sau khi biến thân lại đạt đến trình độ này. Ngay cả khi hắn hợp nhất với Ngao Thiên Thiên, lãnh một cú đấm này thôi cũng toi rồi. Xa xa, ánh mắt cô gái mặc áo bào trắng vẫn tĩnh lặng như nước, lần này không ra tay tùy tiện nữa, mà duỗi một ngón tay ra, chỉ về phía trước, điểm này liền rơi xuống, thời không đột nhiên gợn sóng, bất chợt. Ầm. Dưới ánh nhìn của mọi người, Nhị Nha ngay lập tức bị đánh bay ra xa hàng nghìn mét. Mọi người. Sau khi Nhị Nha dừng lại, cô bé nhìn lên cô gái mặc áo bào trắng ở đằng xa, một vệt máu từ khóe miệng cô bé từ từ trào ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Sức mạnh đáng sợ của Nhị Nha không thể làm tổn thương cô gái mặc áo bào trắng một chút nào.
Cô gái mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Nhĩ Nha, nhưng cô ta không tiếp tục ra tay, nhưng trong mắt cô ta có chút hứng thú, thân thể của ngươi mạnh hơn rồng tổ đó rất nhiều. Nhĩ Nha chạm vào vết máu ở khóe miệng, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quân, nhường cho ngươi đó. Diệp Quân cười khổ, ngươi để cao ta quá rồi. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ Nhĩ Nha sẽ bốc đồng mà tiếp tục tấn công cô gái mặc áo bào trắng. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cô gái mặc áo bào trắng, nếu như đối phương đã muốn ra tay với hắn, vậy thì cũng không cần nói thêm gì nữa. Toi đời rồi chứ còn gì nữa. Nhưng cô gái mặc áo bào trắng lại không hề công kích Diệp Quân, cô ta quay đầu nhìn về phía tộc trưởng quỷ tộc bên cạnh, nhìn thấy cô gái mặc áo bào trắng, sắc mặt tộc trưởng quỷ tộc nhất thời biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ông ta biết cô gái mặc áo bào trắng rất mạnh. Dù sao đối phương cũng có thể phá giải phong ấn đại đạo, nhưng ông ta không ngờ cô gái mặc áo bào trắng lại mạnh như vậy. Cô gái mặc áo bào trắng nhìn tộc trưởng quỷ tộc, mệnh lệnh của ta không có tác dụng với ngươi sao? Sắc mặt tộc trưởng quỷ tộc có chút khó coi, muốn khuất phục nhưng lại không cam lòng. Dù sao ông ta cũng là tộc trưởng của quỷ tộc. Lúc này, cô gái mặc áo bào trắng đột nhiên nói, vậy đổi tộc trưởng quỷ tộc đi. Dứt lời. Cô ta phất tay áo. Bùm! Tộc trưởng quỷ tộc còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã bị xóa sổ ngay tại chỗ. Cứ thế mà bị xóa sổ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả quỷ tộc kia nhất thời đại biến, bọn họ lần lượt lui về phía sau, nhìn về phía cô gái mặc áo bào trắng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tộc trưởng thế là toi đời rồi. Diệp Quân liếc nhìn cô gái mặc áo bào trắng, nhưng không nói gì. Cô gái này đã tiêu diệt tộc trưởng quỷ tộc trong vài giây. Dễ dàng. Cô gái mặc áo bào trắng quay đầu liếc nhìn mấy cường giả quỷ tộc, sau đó nói, quỷ ý, có cần ta mời ông ra ngoài không? Vừa dứt lời, thời không trước mặt các cường giả quỷ tộc tách ra, sau đó, một ông lão tóc bạc trắng chậm rãi đi ra. Quỷ ý. Tộc trưởng đời trước của quỷ tộc cũng là một kẻ đáng sợ đã từng chiến đấu với đại đạo. Cô gái mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm quỷ ý trước mặt, nếu có lần sau nữa ta diệt quỷ tộc ông đấy. Lịch sự, quỷ ý khẽ hành lễ nhưng không nói gì. Điều này đã có nghĩa là đầu hàng hoàn toàn. Cô gái mặc áo bào trắng quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói một lời mà xoay người rời đi. Còn tộc trưởng tiền nhiệm của quỷ tộc, quỷ ý, nhìn Diệp Quân, rồi rời đi cùng với đám cường giả quỷ tộc. Dụ ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả những cường giả này đều rút lui. Tại chỗ, Diệp Quân vẫn im lặng. Hắn biết nó vẫn chưa kết thúc. Diệp Quân không nghĩ nhiều, xoay người trở lại bên cạnh Tần Quan trên tường thành, Tần Quan cười nói, yên tâm. Diệp Quân cười nhạt. Hắn không muốn lo lắng, nhưng sức mạnh của cô gái đó quá khủng khiếp. Cường giả quỷ tộc cấp bậc đó, nói thay là thay liền. Sức mạnh của cô gái này đúng là kinh dị. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân vội vàng hỏi, chủ nhân bút đại đạo ông ta. Hắn biết, trước đó chủ nhân bút đại đạo đi viện binh mãi không trở về, vô biên chủ nói tên kia bị cô gái này trấn áp. Tần Quan nói, chủ nhân bút đại đạo vẫn còn sống, nhưng sức mạnh của ông ta đã vượt quá một nửa tiêu chuẩn, vì vậy ông ta đã bị cảnh báo không được ra tay. Diệp Quân khẽ nhíu mày, vượt quá một nửa tiêu chuẩn. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Ông ta rất lợi hại, ẩn thân thâm hậu, gặp ai cũng đánh không lại. Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan quay đầu liếc về phía chân trời, sau đó nói, bọn họ hẳn là đang chờ ai đó. Diệp Quân trầm giọng nói, chờ ai? Tần Quan lắc đầu, mẹ không biết, có vô số năng nhân dị sĩ trong trường Hà rộng lớn này, và cũng có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Tuế Nguyệt các chúng ta không biết nhiều. Vì vậy chúng ta không chắc chắn rằng cô ta đang chờ đợi điều gì. Tuy nhiên, có thể khiến cô ta chờ đợi chắc chắn không phải là những thế lực bình thường hoặc những người bình thường. Diệp Quân nói, chúng ta còn người không? Tần Quan cười nói, còn. Diệp Quân cười nói, đó đều là đám người liều mạng. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, lần này chính xác là so ra xem bên nào nhiều người hơn, người của chúng ta cũng đang trên đường tới rồi. Nếu các cường giả đỉnh cấp đời trước không thể ra tay, thì chỉ có thể so số lượng hai bên ai nhiều hơn thôi. Người của chúng ta. Diệp Quân ngửa đầu nhìn trời, có chút khó hiểu, chúng ta còn có ai nữa đâu.
Hắn không biết nhiều về quá khứ tông, nhưng đồng thời, hắn cũng không biết nhiều về những người thân thuộc phe mình. Dù sao, thỉnh thoảng sẽ có một người đặc biệt có khả năng xuất hiện. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, có người đến, con nhất định phải gặp hắn. Diệp Quân có chút tò mò, ai? Tần Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái, Diệp Quân thấy có người đi tới, liền sửng sốt. Người tới chính là Từ Nhu. Diệp Quân nhanh chóng bước đến gần Từ Nhu, Tiểu Nhu, tại sao tỷ lại ở đây? Nghe thấy cách xưng hô của Diệp Quân, Từ Nhu hơi sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, có lẽ Tiểu Kính đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên biến đổi, ý tỷ là gì? Chân vũ trụ thất thủ rồi. Từ Nhu lắc đầu, lúc trước cô ấy xông ra ngoài tìm ngươi, ta theo người của mẹ ngươi đi tìm cô ấy, nhưng sau đó lại mất liên lạc với cô ấy. Diệp Quân nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Quan nói, yên tâm đi, người của ta đã đi tìm con bé rồi, nhất định sẽ có tin tức. Diệp Quân trông rất nghiêm túc. Từ Kính. Đúng lúc này, một người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Quan, người áo đen khẽ hành lễ với Tần Quan, sau đó nói, các chủ, đã tra ra được Từ Kính cô nương, cô ấy bị vây ở linh hư giới. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên biến đổi, dẫn ta tới nơi đó. Người áo đen do dự một chút, sau đó nhìn về phía Tần Quan nắm Diệp Quân tay, đừng sốt ruột. Nói xong, bà ấy nhìn về phía người đàn ông áo đen, con bé hiện tại thế nào? Người áo đen nói, Từ Kính cô nương rất lợi hại, những người kia cũng không làm gì được cô ấy, nhưng ta vừa mới nghe được tin tức, có sát thủ tiến về phía linh hư giới. Sát thủ của quá khứ tông. Nghe được người áo đen nói như vậy, Diệp Quân lập tức nói, dẫn ta tới nơi đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tần Quan nói, dẫn nó đi. Người áo đen lập tức nói, thiếu gia, xin theo thuộc hạ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tần Quan, bên ngoài những người. Tần Quan nói, người đâu? Vừa dứt lời, một cô gái mặc áo đen xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Tần Quan nói, mở đường. Mở đường. Dứt lời, mười mấy luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ đáy vực sâu lan tràn ra. Ngay sau đó, toàn bộ hải vực vô tận lập tức sôi trào, sau một khắc, hơn chục cột lửa cùng ánh sáng phóng lên trời, xuyên qua thời không, đến bên ngoài huyền hoàng giới. Bên ngoài huyền hoàng giới, quỷ ý, tộc trưởng của quỷ tộc, nhìn thấy cảnh này, hơi nheo mắt lại, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện mấy vạn đạo cột sáng, những tia sáng này trực tiếp hóa thành một đạo lá chắn ánh sáng cực lớn, che khuất bầu trời. Ầm ầm, chẳng mấy chốc, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên liên tục khắp tuế nguyệt trường hà. Diệp Quân nhìn về phía Tần Quan, mẹ, con biết bọn họ truy sát Tiểu Kính là muốn dụ con ra ngoài, nhưng con không thể không đi. Tần Quan khẽ mỉm cười, không cần giải thích với mẹ đâu. Vừa nói, bà ấy vừa nhìn về phía bên cạnh, huyền hoàng vệ. Vừa dứt lời, mấy ngàn huyền hoàng vệ chậm rãi đi ra. Tần Quan nói, dẫn thiếu gia phá vây xông ra ngoài. Tuân mệnh, thống lĩnh của huyền hoàng vệ cung kính hành lễ. Sau đó nhìn về phía Diệp Quân, thiếu gia, xin mời. Vừa nói, hắn vừa dẫn theo một đám huyền hoàng vệ, hóa thành ngọn lửa bay vút lên trời. Diệp Quân không nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Nhìn thấy Diệp Quân rời đi, Tần Quan đột nhiên hỏi, cô ta đến chưa? Bên cạnh bà ấy, một người áo đen cung kính nói, đã đến rồi. Tần Quan gật đầu, bảo cô ta bảo vệ thằng bé. Người áo đen khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Tần Quan nhìn bầu trời với đôi mắt bình tĩnh, nói với Đinh cô nương rằng đã đến lúc bắt đầu rồi. Sau lưng, thời không khẽ run lên, có người lặng lẽ lui về phía sau. Bên ngoài huyền hoàng giới, quỷ ý nhìn đám người Diệp Quân xông ra, ánh mắt hơi hơi lóe lên, thông báo với thần điện Tuế Nguyệt cùng ma điện Tuế Nguyệt, Diệp Quân đã đi ra. Sau khi rời khỏi huyền hoàng giới, Diệp Quân được một nhóm huyền hoàng vệ hộ tống tới phương xa. Bên cạnh hắn là Từ Nhu, Nhị Nha và Tiểu Bạch. Diệp Quân biết đối phương bao vây Từ Kính là để dụ hắn ra khỏi huyền hoàng giới, bởi vì huyền hoàng giới có vô số trận pháp mạnh mẽ, nếu bọn họ tấn công huyền hoàng giới thì sẽ tổn thất lớn, vì vậy dụ hắn ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không có sự lựa chọn.
hắn nhất định phải đi. Bởi vì người đó là Từ Kính. Điều khiến Diệp Quân bất ngờ là đám cường giả quỷ tộc không cố gắng ngăn cản hắn, mà ngược lại còn cố ý mở đường, để hắn dẫn theo một đám người đột phá ra. Lúc rời đi, Diệp Quân quay lại nhìn tộc trưởng quỷ tộc Quỷ Ý, mà lúc này, Quỷ Ý cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân thu ánh mắt lại, dẫn theo mọi người biến mất ở chân trời Tuế Nguyệt Trường Hà. Thấy Diệp Quân rời đi, Quỷ Ý quay đầu nhìn về phía Huyền Hoàng giới, nhiệm vụ của ông ta là ngăn cản Tần Quan. Ở phía xa Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân dẫn theo đám người đi thẳng tới Linh Hư giới. Diệp Quân hỏi, Từ Nhu, tình hình ở chân vũ trụ thế nào rồi? Từ Nhu đáp, mục tiêu của bọn họ là ngươi, vì vậy vẫn chưa thật sự tiến công vào chân vũ trụ. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời Tuế Nguyệt, tay trái siết chặt kiếm. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, bọn họ cố ý thả chúng ta đi, e rằng. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Từ Nhu không nói gì nữa, nàng ta hiểu ý của Diệp Quân. Cho dù đây là một cái bẫy thì hắn cũng sẽ chủ động tiến vào. Bởi vì người đó là Từ Kính. Lúc này, Nhị Nha nói, Tiểu Quân, đám sát thủ kia lại xuất hiện rồi. Quá khứ tông. Diệp Quân nhìn xung quanh, không nói gì. Bây giờ hắn không sợ đám sát thủ này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Hoàng vệ bên cạnh hắn đều lộ vẻ cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đều là Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, vì vậy biết rất rõ sự đáng sợ của quá khứ tông. Do đó bọn họ không hề khinh thường quá khứ tông. Đúng lúc này, thời không phía xa nổ tung, ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ như thủy triều quét tới. Đến rồi. Diệp Quân bình tĩnh cầm kiếm chờ chiến đấu bất cứ lúc nào. Lúc này, Nhị Nha bất ngờ lao lên, tung nắm đấm về phía xa. Bùm! Một mảnh thời không phía xa sụp đổ. Diệp Quân nhìn về phía đối diện Nhị Nha, cách cô bé mấy trăm trượng, có một người đàn ông trung niên mặc áo cổ, tay phải cầm một cây thước dài màu vàng. Điện chủ Cát Thanh của thần điện Tuế Nguyệt. Cát Thanh nhìn Nhị Nha, hiển nhiên, mục tiêu của ông ta là Nhị Nha. Nhị Nha. Diệp Quân nhìn thấu ý đồ của đối phương định giữ chân Nhị Nha. Nhị Nha kiếm kẹo hồ lô, sau đó đặt Tiểu Bạch lên vai Diệp Quân, bảo vệ cháu trai nhé. Diệp Quân. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, đi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó dẫn mọi người đi tiếp. Cát Thanh không hề ngăn cản, ánh mắt ông ta luôn nhìn Nhị Nha. Cường giả mạnh nhất bên cạnh Diệp Quân bây giờ là Nhị Nha, cho nên mục đích của ông ta là giữ chân Nhị Nha lại. Thật đơn giản. Sau khi Diệp Quân rời đi, Nhị Nha nhìn Cát Thanh, bình tĩnh nói, ta phải đánh chết ngươi. Nói xong cô bé dậm chân phải. Dầm. Thời không dưới chân sụp đổ. Cô bé cũng hóa thành một luồng sức mạnh đáng sợ lao về phía Cát Thanh. Thấy Nhị Nha lao tới, ánh mắt Cát Thanh nghiêm trở lại. Ở chân trời thời không, Diệp Quân dẫn mọi người đi tiếp. Diệp Quân nhìn người mặc áo đen bên trái, còn bao lâu nữa? Người áo đen đáp, phía trước chính là Linh Hư giới. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này, thời không Tuế Nguyệt lại mở toang, mấy trăm người cùng bước ra. Diệp Quân và mọi người dừng lại. Người đứng đầu là một ông lão áo đen, tóc hoa râm, khuôn mặt chẳng chịt vết tích thời gian. Điện chủ của Ma Điện Tuế Nguyệt, Thương Việt. Phía sau ông ta còn có hàng trăm người mặc áo đen, ai cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thương Việt nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, con đường của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Diệp Quân đang định ra tay thì một giọng nói truyền đến, con đi trước đi. Diệp Quân quay lại nhìn, cách đó không xa có một người phụ nữ, đó là Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Thương Việt cũng bất ngờ, không nhiều lời nữa. Ông ta hóa thành một luồng khí màu đen biến mất tại chỗ. Diệp Thanh Thanh nâng kiếm lên chém một nhát. Bùm! Vô số kiếm quang và luồng khí màu đen cùng bộc phát, thời không xung quanh sụp đổ, trong nháy mắt đã bị hủy hoại. Lúc này, những cường giả Ma Điện Tuế Nguyệt xông về phía Diệp Quân. Thống lĩnh Huyền Hoàng vệ bên cạnh Diệp Quân nói, thiếu chủ, người đi trước đi. Nói xong, ông ta dẫn đám cường giả lao về phía cường giả Ma Điện Tuế Nguyệt. Đại chiến bắt đầu. Diệp Quân nhìn Huyền Hoàng vệ, thấy không gặp bất lợi gì nên hắn dẫn Từ Nhu, Tiểu Bạch và người mặc áo đen cùng tiến về phía trước.
vẻ mặt của Từ Nhu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mục đích của thần điện Tuế Nguyệt và ma điện Tuế Nguyệt không phải là Diệp Quân, mà là giữ chân cường giả bên cạnh Diệp Quân. Mà hiện giờ, những cường giả đỉnh cao bên cạnh Diệp Quân đều đã bị giữ lại. Không đúng, còn có cả Tiểu Bạch. Từ Nhu quay lại nhìn Tiểu Bạch, đây là cao thủ sao? Thấy ánh mắt của Từ Nhu, Tiểu Bạch cười, vẫy móng vuốt nhỏ của mình. Từ Nhu nhìn không hiểu. Diệp Quân cũng không hiểu. Thuật ngữ của Tiểu Bạch chỉ có Nhị Nha nhìn hiểu. Ông lão áo đen bên cạnh Diệp Quân nói, thiếu chủ, phía trước chính là Linh Hư Giới. Diệp Quân gật đầu, quay lại nhìn Từ Nhu, vào tháp đi. Từ Nhu lại lắc đầu. Diệp Quân định nói tiếp thì Từ Nhu đã nói, thực lực của ta yếu hơn ngươi sao? Diệp Quân lắc đầu, ta không có ý này. Từ Nhu nhẹ nhàng nói, cùng nhau đối mặt. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu cười nói, nhìn cái gì? Diệp Quân đưa tay ra nắm lấy tay Từ Nhu, tay Từ Nhu khẽ run, nhưng không hề rút ra. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không nói thêm gì nữa. Tình cảm giữa hai người cũng rất phức tạp, từ đầu đến giờ đều không rõ ràng. Ngay cả bản thân Từ Nhu cũng không hiểu tâm trạng của mình, nói cách khác, nàng ta chưa từng nghĩ sâu về nó. Không lâu sau, lúc Từ Nhu và Diệp Quân chuẩn bị tiếp cận Linh Hư Giới thì thời không xung quanh đột nhiên rung chuyển. Hai người dừng lại. Đến rồi. Diệp Quân nhìn về phía xa, thời không nơi đó mở ra, một người đàn ông trung niên mặc giáp đen chậm rãi bước ra. Thời không Tuế Nguyệt xung quanh Diệp Quân và Từ Nhu cũng mở ra, ngay sau đó từng cường giả mặc chiến giáp bước tới. Phải có đến hàng trăm cường giả. Diệp Quân trầm mặc. Hắn cũng hơi bất ngờ, không ngờ quá khứ tông còn có nhiều cường giả như vậy. Phía xa, người đàn ông trung niên mặc chiến giáp nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, phía sau ngươi còn ai không? Diệp Quân lắc đầu, hết rồi. Lúc này, Tiểu Bạch vỗ đầu Diệp Quân, sau đó chỉ vào mình. Diệp Quân nghiêm túc nói, ngươi không phải người. Tiểu Bạch chớp mắt, ngẩn ngơ. Nó là người sao? Hình như không phải. Diệp Quân quay lại nhìn Từ Nhu, vào tháp đi. Từ Nhu định lên tiếng thì Diệp Quân đã nghiêm túc nói, nghe lời ta lần này, được không? Từ Nhu quay đi, không nghe. Diệp Quân không nói nên lời. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, ta biết thực lực của tỷ rất mạnh, nhưng ta đã được trang bị toàn thân, vì vậy dễ đột phá vòng vây hơn, tỷ. Từ Nhu lại lắc đầu. Diệp Quân khẽ thở dài, tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau đều cãi nhau vậy? Hắn không có ý coi thường Từ Nhu, như hắn đã nói, toàn thân hắn bây giờ đã được thần trang, không hề sợ đám cường giả kia, nhưng Từ Nhu thì khác. Nàng ta không có thần trang. Một khi bị bao vây thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe Diệp Quân nói vậy, tay Từ Nhu khẽ run lên, nàng ta quay lại nhìn Diệp Quân, là ta muốn gây sự à? Chẳng phải ngươi thường nói rất ghét ta sao? Ta trong lòng ngươi vẫn luôn xấu xa, phải không? Diệp Quân kéo Từ Nhu vào lòng, nàng ta vùng vẫy nhưng bị Diệp Quân ôm chặt eo, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán Từ Nhu, nói, sau này tìm thời gian nói chuyện của chúng ta sau, việc cấp bách bây giờ là cứu Từ Kính trước. Nghe lời ta, vào tháp đi, ngoan. Từ Nhu lườm hắn, người đang dỗ trẻ con à. Diệp Quân cười nói, nếu ta thua, thì tới giúp ta, được không? Từ Nhu trầm mặc. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, tỷ luôn không tin tưởng ta, nhưng hãy tin ta lần này được không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nhỏ mọn. Nàng ta biết Diệp Quân vẫn luôn để bụng chuyện nàng ta không tin tưởng hắn. Từ Nhu không nói gì nữa. Lặng lẽ tiến vào tiểu tháp. Sau khi Từ Nhu tiến vào tiểu tháp, Diệp Quân quay lại nhìn đám cường giả phía xa, cười nói các ngươi cùng lên đi. Bùm! Vừa dứt lời, một đạo huyết quang bắn ra từ trong cơ thể Diệp Quân, trong nháy mắt, khắp nơi đã biến thành biển máu. Huyết mạch phong ma. Nhưng vẫn chưa kết thúc, huyết mạch viêm hoàng lúc này cũng được kích hoạt. Hắn không thể chủ động kích hoạt huyết mạch phàm nhân. Nhưng khi chiến đấu nó sẽ tự động kích hoạt. Lần này, Diệp Quân muốn kích hoạt sức mạnh của ba loại huyết mạch cùng một lúc. Hắn muốn xem thử sức mạnh của ba loại huyết mạch sẽ mạnh đến mức nào. Phía xa, cường giả giáp đen nhìn Diệp Quân với ánh mắt bình tĩnh, giết. Giết. Vừa dứt lời, cường giả xung quanh lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân nói, thiên thiên. Bùm.
Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng ra từ trong cơ thể Diệp Quân, ngay sau đó, Diệp Quân biến thành một đạo kiếm quang phóng lên. Ở phía xa, cường giả giáp đen kia nở nụ cười quỷ dị. Ở phía khác, một người phụ nữ áo trắng lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện. Một ông lão áo đen bên cạnh người phụ nữ nói, lão đại, có cần ra tay không? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân toàn máu, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đợi thêm đi, ta muốn xem tử đứa cháu trai vô dụng này của ta có thể chịu đựng bao lâu. Ngay khi Diệp Quân rút kiếm ra, người đàn ông trung niên giáp đen dẫn đầu đó biến sắc. Diệp Quân vừa động đã như sấm rền, không thể ngăn được thế kiếm. Tình báo sai rồi. Thực lực của Diệp Quân còn mạnh hơn cả những gì tình báo nói. Người đàn ông trung niên xòe bàn tay ra, một cây thương dài xuất hiện trong tay ông ta, ngay sau đó ông ta bỗng biến thành thương quang lao về phía Diệp Quân. Mạnh mẽ đối đầu. Rầm. Ngay khi kiếm và thương của hai người tiếp xúc với nhau, một làn sóng xung kích đáng sợ bỗng lan ra, gần như đồng thời vô số sức mạnh cực lớn nhấn chìm Diệp Quân. Dù sao chúng cũng có nhiều người. Ngay khi mọi người còn tưởng Diệp Quân đã bị trấn áp, một tiếng kiếm kêu vang lên, sau đó kiếm quang lao ra. Kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu văng xa. Giết chết trong tích tắc. Thấy thế mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Vậy mà không chết sao? Mọi người nhìn kỹ lại mới thấy tay trái Diệp Quân cầm một cái khiên cổ bí ẩn, sức mạnh của tất cả mọi người lúc nãy đều bị chiếc khiên này đỡ được. Chiếc khiên cổ này chính là chiếc khiên mà Nhị Nha và Tiểu Bạch đưa cho hắn. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất, mục tiêu của hắn là người đàn ông giáp đen đó. Phải nắm bắt thời cơ. Hắn muốn giết người đàn ông trung niên này trước. Thấy Diệp Quân đánh về phía mình. Ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ lạnh lùng, ông ta nhìn ra được ý đồ của Diệp Quân. Diệp Quân đang muốn giết ông ta trước. Nhưng ông ta nghĩ Diệp Quân đang nằm mơ. Mặc dù Diệp Quân rất mạnh nhưng muốn một mình giết được ông ta là chuyện không thể nào. Người đàn ông trung niên xoay cổ tay, cây thương trong tay rung lên dữ dội, sau đó ông ta thuận thế đâm về phía trước, một ngọn lửa đột nhiên cuồn cuộn bốc cháy trên thân thương. Thoáng chốc ngọn lửa đã biến thành biển lửa nhấn chìm ông và Diệp Quân. Biển lửa lớn mạnh lập tức làm tất cả thời không tan chảy. Các cường giả xung quanh không dám đến gần, đều lùi lại sau. Nhìn biển lửa đó, sắc mặt mọi người cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng ngay lúc này, một tia kiếm quang bỗng lao ra từ trong biển lửa, sau đó người đàn ông trung niên bị kiếm quang đó làm cho chấn động lùi về sau. Thấy thế các cường giả xung quanh đều sầm mặt. Thế mà vẫn không chết. Mọi người nhìn Diệp Quân, lúc này tay trái hắn cầm chiếc khiên, tay phải cầm kiếm như một vị chiến thần. Mọi người hãi hùng nhận ra lúc này chiếc khiên trên tay trái Diệp Quân đang phát ra ngọn lửa bừng bừng. Bị hấp thu rồi ư? Mọi người sửng sốt. Không sai. Lúc này bản thân Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, chiếc khiên cổ bí ẩn mà Tiểu Bạch đưa cho hắn lại có thể hấp thu năng lượng. Năng lượng ngọn lửa mà người đàn ông trung niên vừa phóng ra đó lại bị chiếc khiên cổ này hấp thu. Hơn nữa sau khi hấp thu, hắn còn cảm nhận được sức mạnh của khiên cổ này trở nên lớn hơn. Đúng là không thể tin được. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân cầm kiếm lên rồi lao đến chỗ người đàn ông trung niên lần nữa. Thấy Diệp Quân lại xông đến, người đàn ông trung niên vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ông ta không ngờ thương kỹ lớn mạnh đó của mình lại bị khiên cổ trong tay Diệp Quân hấp thu hết. Đúng là vô lý hết sức. Đây là vũ khí thần kỳ gì thế? Trong lúc ông ta nghĩ những điều này, Diệp Quân đã cầm kiếm lao đến. Ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ tàn ác, xông đến trước, đâm một nhát vào kiếm hiên viên của Diệp Quân. Đối đầu trực diện. Kiếm của Diệp Quân quá nhanh, ông ta không thể né đòn, chỉ đành như thế. Keng. Ngay khi trường thương và thanh kiếm tiếp xúc với nhau, người đàn ông trung niên văng ra xa, ngay khi ông ta văng đi, cây thương trong tay ông ta bắt đầu nổ tung từng chút. Khi Diệp Quân muốn giết người đàn ông trung niên, vô số cường giả xung quanh đều lao về phía hắn. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia hung ác, hắn cầm kiếm vung lên, kiếm quang màu đỏ trào ra. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đã lao vào đánh nhau với các cường giả. Nhưng hắn chưa từng tham chiến, mà vừa đánh vừa nhào đến linh hư giới. Hắn vẫn không quên mục đích chuyến đi này của hắn là để cứu Từ Kính. Lúc này,
Diệp Quân bỗng cảm nhận được khí lạnh sau lưng, ngay sau đó hắn quay phát người lại, giơ khiên lên đỡ. Rầm. Một luồng khí lạnh chém mạnh vào tấm khiên cổ của hắn, sức mạnh cường đại khiến hắn liên tục lùi về sau, trong lúc đó từng đạo từng tia ánh sáng lạnh lẽo ập đến, nhấn chìm hắn như một cơn bão dữ dội. Sát thủ quá khứ tông. Ở một diễn biến khác, ông lão bên cạnh cô gái áo bào trắng sầm mặt khi thấy cảnh tượng này, lão đại. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân bị bao vây tấn công ở đằng xa, đợi lát nữa đã. Ông lão còn muốn nói gì đó, cô gái áo bào trắng lạnh nhạt nói, những người này đều không phải cá lớn đâu. Không phải cá lớn. Sắc mặt ông lão trở nên âm trầm. Cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn phía xa, cười nhạo thú vị đấy. Ông lão không dám nói gì thêm. Ông ta biết trận chiến này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Quân ở đằng xa liên tục lùi về sau cả vạn trượng, khiên cổ trong tay hắn đỡ được vô số vết thương cho hắn. Nhưng đám sát thủ đó cứ như ký sinh trùng, bám chặt lấy hắn không tha, không cho hắn cơ hội phản công, một khi không cẩn thận thì đám sát thủ đó sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Diệp Quân cũng không gấp vì hắn đang đợi. Đợi huyết mạch phàm nhân trong người. Vì đang đánh nhau nên huyết mạch phàm nhân trong người hắn đã dần kích động. Diệp Quân liên tục lùi về sau dưới sự tấn công dữ dội của đám sát thủ. Bị áp chế hoàn toàn. Các cường giả xung quanh cũng lập tức lao đến. Giết được Diệp Quân thì sẽ có được 5 tổ nguyên. 5 tổ nguyên đó thật sự là có thể nghịch thiên đổi mệnh. Thấy mọi người đều lao về phía Diệp Quân, cô gái áo bào trắng nấp trong tối cau mày, ngay khi vừa định ra tay thì trên người Diệp Quân bỗng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Huyết mạch phàm nhân. Sức mạnh của 3 loại huyết mạch hòa lại vào nhau. Trong tích tắc sức mạnh của 3 huyết mạch cực mạnh cuộn trào dâng lên từ trong người Diệp Quân như thủy triều, tất cả những người xung quanh hắn đều bị chấn động văng ra xa. Thấy thế, ánh mắt cô gái áo bào trắng lóe lên tia ngạc nhiên, huyết mạch phàm nhân. Huyết mạch phàm nhân. Điều này khiến cô ta hơi bất ngờ. Khí tức của 3 loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân vô cùng đáng sợ đến mức lúc này Diệp Quân cũng sắp chịu không nổi sức mạnh của chúng, gương mặt cũng bắt đầu nhăn nhó. Phải biết rằng, hắn có Ngao Thiên Thiên hỗ trợ. Thế nhưng lúc này cơ thể hắn vẫn sắp không chịu nổi sức mạnh của 3 loại huyết mạch, dường như chúng muốn khiến cơ thể hắn bùng nổ. Diệp Quân bỗng gào lên, hắn ngẩng đầu nhìn đám cường giả ở phía xa, ngay sau đó hắn xông đến. Hắn phải chiến đấu. Bắt buộc phải chiến đấu. Chỉ có phát tiết sức mạnh huyết mạch này thì hắn mới có thể an toàn, nếu không hắn sẽ bị sức mạnh của 3 loại huyết mạch làm cho nổ tung. Diệp Quân lao đến trước, chém một nhát kiếm xuống, kiếm quang bộc phát lập tức chém chết nhiều người ở trước mặt hắn. Thấy thế, mọi người đều hoảng sợ. Sức mạnh của Diệp Quân được nâng lên quá mức đáng sợ. Ngay khi mọi người đang cảm thấy chấn động, Diệp Quân lại giơ kiếm lên xông về phía họ. Lúc này ngay cả những sát thủ của quá khứ tông cũng không dám đối đầu trực diện với Diệp Quân, vì lúc này thực lực của Diệp Quân quá khủng khiếp, bất kỳ nhát kiếm cũng ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Thế là khí thế của Diệp Quân đè ép được các cường giả ở đó. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân đang cuồng sát ở đằng xa, khẽ nói, sức mạnh 3 loại huyết mạch. Phải nói rằng, cô ta cũng hơi kinh ngạc, sức mạnh 3 loại huyết mạch quả thật khá đáng sợ. Hơn nữa cô ta có thể cảm nhận được sức mạnh 3 loại huyết mạch vẫn chưa được phát huy hết mức, nếu phát huy hết toàn bộ. Lúc này, đột nhiên có một luồng khí tức cường đại xuất hiện, ngay sau đó một tàn ảnh lao thẳng tới trước mặt Diệp Quân, một cây trường thương đâm vào thánh kiếm hiên viên trong tay Diệp Quân. Bùm! Một luồng sáng màu đỏ bùng nổ, Diệp Quân còn đang điên cuồng chém giết bị một nhát thương này buộc phải dừng lại. Người ra tay là một người đàn ông áo trắng. Nhìn bề ngoài người này khoảng chừng 30 tuổi, tay cầm cây thương đen. Nhát thương này chặn được kiếm của Diệp Quân. Nhưng lúc này Diệp Quân bỗng gào lên, cầm kiếm ép về phía trước. Vèo. Áp lực này khiến người đàn ông áo trắng kinh hãi, lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó người đàn ông áo trắng lao về phía trước, thoáng chốc vô số thương quang bộc phát ra từ trên người gã, nhấn chìm lấy Diệp Quân. Rầm. Diệp Quân cầm khiên lùi về sau cả ngàn trượng. Người đàn ông áo trắng thừa thắng xông lên tấn công, đâm vào Diệp Quân đang ở phía xa, lúc này cả người Diệp Quân bỗng trở nên mờ ảo, ngay sau đó cả hàng vạn kiếm quang bắn ra từ trước mặt hắn, sau đó hợp lại vào nhau.
năm lần thời không chồng chéo. Nhát kiếm này vừa được tung ra, đồng tử người đàn ông áo trắng đã lao đến trước mặt Diệp Quân co lại. Rầm. Người đàn ông áo trắng bị chém văng ra xa cả vạn trượng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cùng lúc đó, dư âm của kiếm khí cực mạnh cũng khiến các cường giả xung quanh lùi về sau. Người đàn ông áo trắng ở phía đằng xa vừa dừng lại, cây thương trong tay lập tức vỡ vụn, sau đó cả người gã bắt đầu vỡ vụn từng chút. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, định nói gì đó, ngay lúc này một thanh kiếm đâm vào giữa trán gã. Diệp Quân xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng, mắt hắn là một vùng biển máu, người chết thì không cần nói gì cả. Nói rồi hắn cầm kiếm vung lên. Xoẹt! Đầu người đàn ông áo trắng văng ra xa. Thần hồn tiêu tán. Sau khi chém chết người đàn ông áo trắng, Diệp Quân xoay người nhìn các cường giả ở một bên, nào, chúng ta tiếp tục. Nói rồi hắn di chuyển biến thành tia kiếm quang chạy xoẹt qua. Vèo! Một cường giả vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã văng ra xa. Thấy thế, những người khác đều biến sắc, vội lùi về sau không dám tiến lên. Bây giờ Diệp Quân được ba loại huyết mạch gia tăng sức mạnh, đã không còn cách nào xử lý hắn nữa. Sau khi Diệp Quân liên tiếp giết mấy chục người, hắn bỗng có tự tin hơn, thấy mọi người vội lùi về sau không dám tiến lên, hắn muốn tỏ ra hung tàn, bảo tông chủ quá khứ tông của các ngươi đến đỡ một nhát kiếm của ta. Tiểu tháp, mọi người, ngay lúc này thời không cách xa Diệp Quân bỗng nứt ra, sau đó một cô gái áo bào trắng chậm rãi bước ra. Diệp Quân, nhìn thấy cô gái áo bào trắng xuất hiện, sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Mẹ nó chứ, cô gái này thế mà lại xuất hiện thật. Cô gái đồ trắng nhìn Diệp Quân, xuất kiếm. Diệp Quân im lặng, lần này thì quá trớn rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Lại nói, chẳng phải ngươi bảo ta đến đỡ kiếm của ngươi sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quân. Xuất kiếm thì xuất kiếm. Diệp Quân biến thành kiếm quang chém về phía cô gái áo bào trắng. Được ba huyết mạch hỗ trợ, lúc này sức mạnh trong thanh kiếm trong tay hắn đã đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Diệp Quân biết mình không thể đánh bại cô gái này nhưng hắn vẫn muốn thử. Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ hãi là đối mặt trực diện với nó. Khi kiếm của Diệp Quân đánh xuống trước mặt cô gái áo bào trắng, cô ta từ tốn giơ hai ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng kẹp thanh kiếm lại. Vèo! Thanh kiếm của Diệp Quân bị kẹp lại, không thể nhúc nhích đến trước một phân. Lúc này Diệp Quân cảm thấy mọi sức lực của mình đều biến mất không tung tích. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, đang định nói gì đó, Diệp Quân bỗng nói, lợi hại, ta cam chịu thua cuộc. Quả quyết nhận thua. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, tay không hề buông kiếm hiên viên của Diệp Quân ra. Diệp Quân nhìn cô gái áo bào trắng, đối phương rất bình tĩnh, không có sát khí. Các cường giả đều đang nhìn Diệp Quân và cô gái áo bào trắng. Ngay lúc này, cô gái áo bào trắng bỗng buông ngón tay ra, sau đó nói, chân thần nói ngươi trăm năm vô địch, chúng ta cùng chờ xem. Nói rồi cô ta xoay người đi. Diệp Quân bỗng nói, đợi đã. Cô gái áo bào trắng xoay người nhìn Diệp Quân nói, có thể nói chuyện không? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không thể. Diệp Quân nhíu mày. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, thứ cho ta nói thẳng, hiện giờ ngươi không có tư cách đàm phán điều gì với ta cả, ngươi cũng không có khả năng làm việc gì. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Đàm phán. Đó là trong trường hợp thực lực hai bên ngang bằng nhau. Mà hiện giờ thực lực của hắn rõ ràng là không ngang bằng với đối phương. Nếu không cùng cấp bậc, dĩ nhiên không thể nào nói chuyện. Cô gái áo bào trắng bỗng hỏi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Diệp Quân ngờ vực nhìn cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, theo ta được biết, từ khi thân phận bại lộ, ngươi vẫn luôn ở thế bị động kế thừa gia nghiệp, bị động kế thừa vũ trụ quan huyên, bị động bảo vệ vũ trụ quan huyên. Hiện giờ ngươi lại bị động bảo vệ cả vũ trụ, bị động chống lại vũ trụ kiếp. Những thứ này là những điều ngươi muốn làm hay là vì thân phận bắt buộc ngươi phải làm? Diệp Quân im lặng. Hắn từng nghĩ đến vấn đề này, bản thân muốn bảo vệ cả vũ trụ thật sao? Trách nhiệm cứ luôn đẩy hắn đi. Cô gái áo bào trắng lại nói, có từng suy xét chưa? Diệp Quân gật đầu, từng suy xét đến. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân.
bình tĩnh đợi câu tiếp theo. Diệp Quân cười nói, ta muốn vô địch. Cô gái áo bào trắng hỏi, tại sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, vì người trong nhà đều đã bất khả chiến bại hết rồi, nếu ta không như thế thì có cảm giác thua kém. Mọi người! Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, trước kia ta nói mình vô địch chẳng qua chỉ hô hào hoặc là lời nói hùng hồn nhất thời thôi. Nhưng khoảng thời gian này, ta đã đi nhiều nơi, qua đó cho ta hiểu được nếu không phải là vô địch thì cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi trong năm tháng vô tận, cuối cùng sẽ biến mất trong những ngày tháng vô biên, hơn nữa điều ta muốn bảo vệ đều không có năng lực bảo vệ. Trách nhiệm. Bảo vệ. Một đường đi đến đây, hắn đã không còn một mình nữa. Hắn có rất nhiều bạn, có rất nhiều người để tâm, mặc dù trách nhiệm này rất nặng nề nhưng đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy càng thêm ý nghĩa. Người tu đạo không vô địch hệt như đàn ông trong thế tục không có tiền, một người không có tiền thì đi đâu cũng cảm thấy bất lực. Thế nên nếu đã bước lên con đường tu hành này thì mục tiêu chính là vô địch. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân một lúc lâu mới nói, ngươi xem trách nhiệm của ngươi thành động lực để bản thân cố gắng phấn đấu thì rất tốt. Nói rồi cô ta xoay người đi. Diệp Quân nhìn cô gái áo bào trắng rời đi ở đằng xa, im lặng không nói. Lúc này hắn có cảm giác bất lực. Đây là những điều hắn chưa từng trải qua. Hắn chẳng thể làm gì khi đối mặt với cường giả tuyệt thế đáng sợ này. Hắn muốn đàm phán. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết bây giờ hắn quả thật không có tư cách nói chuyện với người ta. Dĩ nhiên không phải là cầu hòa, mà là nói đến vấn đề trật tự. Vì hắn nghĩ cô gái trước mặt này không phải là người ích kỷ, nếu có thể thay đổi quan niệm của đối phương, vậy thì mọi người sẽ đều vui mừng. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Nhiều khi lời nói của một người có trọng lượng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của người đó. Không có thực lực thì cho dù lời ngươi nói có lý, thì có bao nhiêu người sẽ quan tâm để ý đến. Còn một người có thực lực, giống như một người giàu có trong thế tục, ngay cả giấm của hắn cũng thấy thơm. Đều có rất nhiều người cung phụng cho rằng đó là chân lý, nịnh nọt người đó. Thực lực. Chủ yếu là thực lực. Nước yếu không có ngoại giao. Người yếu không có quyền lên tiếng. Chỉ có thể đánh. Diệp Quân khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đám cường giả, nào. Tiếp tục. Tiếp tục. Nghe Diệp Quân nói thế, các cường giả lại không có ai bước lên. Thách đấu một mình. Trong số họ không ai có thể thách đấu với Diệp Quân vừa có ba loại huyết thống, cả người còn có vũ khí lợi hại. Ngay lúc này một cô gái bỗng chậm rãi đi ra từ đằng xa, cô gái mặc một chiếc váy vải bố bó sát người, không trang điểm nhưng khuôn mặt tuyệt sắc, mái tóc đen nhánh xõa ra phía sau, đuôi tóc còn được buộc bằng một sợi vải màu đen. Nho nhã, mộc mạc, tay trái cô gái cầm một thanh kiếm có vỏ. Kiếm tu, Diệp Quân nhìn cô gái. Không nói gì, hắn bỗng biến mất. Cô gái kiếm tu bỗng tiến lên một bước, ngay lúc đó cô ta hơi nghiêng người sang một bên tránh được một nhát kiếm đáng sợ của Diệp Quân, đồng thời ngón tay cái của cô ta khẽ chạm, thanh kiếm bay ra chém về phía bụng Diệp Quân. Tay trái Diệp Quân giơ khiên lên đỡ. Rầm. Diệp Quân lùi về chỗ cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn tay trái của mình, lúc này tay trái hắn bị nứt ra. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cô gái phía xa, cô ta nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước, bình tĩnh không một gợn sóng. Diệp Quân nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên im lặng hồi lâu, sau đó chủ động tách ra với Diệp Quân. Diệp Quân cất khiên cổ trên tay trái đi. Nếu đối phương đã muốn thách đấu với hắn, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không dùng ngoại vật. Còn sức mạnh huyết mạch thì không còn cách nào khác, đây là máu của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn không thể áp chế được sức mạnh ba loại huyết mạch này. Có một câu nói mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Cô gái đó không ra tay, cô ta cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Quân như thể đang đợi hắn ra tay. Diệp Quân bỗng biến mất. Kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm lao đến trước mặt cô gái vây bố, thế kiếm như sấm rền, thời không vừa rồi không thể chịu nổi nhát kiếm này, nứt ra thành mạng nhện. Khi nhát kiếm này vừa lao đến trước mặt cô gái, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, ngón cái tay trái ấn nhẹ lên chuôi kiếm. Vèo! Tiếng kiếm kêu vang lên, kiếm trong vỏ bỗng bay ra chém một nhát. Xoẹt! Nhát kiếm này vừa được tung ra, Diệp Quân lập tức bị đánh văng về chỗ cũ, khi hắn dừng lại,
cô gái đó bỗng lao tới, tay phải cầm thanh kiếm vừa bị đánh bay đó, sau đó chém về phía Diệp Quân. Diệp Quân híp mắt lại, rút kiếm ra chém một nhát. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Ngay khi nhát kiếm vừa được tung ra, sức mạnh đáng sợ phát ra từ trong thánh kiếm Hiên Viên, thoáng chốc thời không xung quanh sụp đổ. Kiếm của cô gái vừa lúc chạm vào trên thánh kiếm Hiên Viên của Diệp Quân. Mũi kiếm chạm mũi kiếm. Vèo. Hai thanh kiếm rung lên cùng lúc, sức mạnh cực lớn khiến cả hai đồng thời lùi về sau, nhưng trong lúc đó, cô gái bất ngờ chỉ vào thanh kiếm trên tay, thanh kiếm lập tức bay đến trước mặt Diệp Quân như một tia chớp. Diệp Quân giơ tay lên chém một nhát xuống. Vèo. Kiếm bị đánh văng, nhưng ngay sau đó cô gái đó lại xuất hiện trước mặt hắn như ma quỷ, đâm một nhát vào giữa trán hắn. Cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức Diệp Quân chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của kiếm. Diệp Quân vung ngang kiếm lên đỡ. Vèo. Thánh kiếm Hiên Viên rung lên, sức mạnh cường đại đánh lui Diệp Quân. Lúc này cô gái mặc bóng cầm trường kiếm nhảy lên, thoáng chốc cả cơ thể cô ta bỗng trở nên hư ảo. Sau đó vô số phụ nữ mặc váy bố xuất hiện ở thời không xung quanh, có đến cả vạn. Thấy thế đồng tử Diệp Quân co lại, vì hắn nhận ra rất nhiều cô gái váy bố này đều là thật. Sao cô ta có thể làm được? Trong lúc kinh ngạc, Diệp Quân không dám sơ suất dù chỉ một giây, lúc này cơ thể hắn trở nên mờ ảo, ngay sau đó vô số thanh kiếm lao ra từ trước mặt hắn. Thời không chồng chéo. Lúc này hai người đều thi triển kiếm kỹ cực mạnh. Các cường giả xung quanh đều đồng loạt lùi lại cách xa trận chiến khi nhìn thấy hai người cùng thi triển kiếm kỹ. Vì họ cảm nhận được nguy hiểm. Chẳng mấy chốc hàng vạn tia kiếm quang tụ lại một chỗ. Thoáng chốc vô số kiếm quang bắn ra xung quanh như núi lửa bùng nổ, thời không ở những nơi kiếm quang lướt qua đều nổ tung. Ở trung tâm luồng kiếm quang đó, hai người cũng lùi về sau cùng lúc, lùi đến cả vạn trượng mới dừng lại. Ở trong góc tối nào đó, tông chủ quá khứ tông nhìn chằm chằm hai người phía xa, không nói gì. Có một ông lão gầy gò đứng bên cạnh cô ta, ông lão nhìn hai người phía xa, kiếm đạo của Tam tiểu thư mạnh hơn trước không ít. Cô gái váy bố chính là đệ tử của tông chủ quá khứ tông. Cô gái áo bào trắng nhìn đằng xa, bình tĩnh nói, vậy còn Diệp Quân? Ông lão gầy gò do dự rồi mới nói, kiếm đạo của người này cũng rất mạnh. Nói rồi ông ta nhìn cô gái áo bào trắng, tông chủ thấy người này thế nào? Cô gái áo bào trắng bình tĩnh nói, từ trước đến nay người thành công thường chú tâm đến tâm tính, thiên phú, may mắn, người này đều có hết thảy. Hơn nữa còn nhiều hơn đám người kia một điểm, đó là gia thế. Ông lão gầy gò do dự một chốc, sau đó nói, may mắn. Cô gái áo bào trắng nhìn ông lão gầy gò, không tin vận đạo. Ông lão gầy gò, đám tu sĩ bọn ta đều nghịch thiên mà đi lên. Cô gái áo bào trắng lắc đầu, nghịch thiên mà ngươi nói chẳng qua chỉ nằm trong đạo thôi, tu sĩ trong đại đạo đều nhỏ bé như thế. Ông lão gầy gò lặng thinh. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, sau đó xoay người đi, bắt đầu từ lúc này, mọi chuyện ở đây sẽ do Hàn Lăng toàn quyền xử lý. Dĩ nhiên cô ta không có hứng thú chơi đùa với Diệp Quân, tiếp theo cứ để đám thanh niên đấu với nhau đi. Ông lão gầy gò do dự, sau đó nói, nếu mấy người ở đằng sau hắn ra tay. Bây giờ mấy người phụ nữ váy trắng cũng không còn là bí mật gì nữa. Ai mà biết đằng sau Diệp Quân có một đám chống lưng siêu cấp. Bây giờ mọi người đều gọi hắn là vua dựa dẫm. Cô gái áo bào trắng rửng rưng nói, ra tay thì thế nào? Có gì phải sợ chứ? Ra tay thì thế nào? Ông lão nhìn cô gái áo bào trắng, khẽ run, lộ ra vẻ cung kính. Cô gái áo bào trắng nhìn hai người Diệp Quân đang đánh nhau dữ dội, đôi mắt không chút gợn sóng, các người muốn chơi thì cứ chơi vui vẻ. Ta chưa đồng ý. Nói xong, cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn phía xa. Sau đó xoay người đi. Ở đằng xa, vèo, một tia kiếm quang bỗng bộc phát từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà, kiếm quang hệt như sóng biển nổ tung ra xung quanh, thời không Tuế Nguyệt những nơi nó đi qua đều bị hủy diệt. Sức mạnh kiếm đạo của hai người quá mức hãi hùng, thời không Tuế Nguyệt đã không chịu được nữa. Lúc này Diệp Quân càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhiệt huyết. Vì huyết mạch phàm nhân và huyết mạch phong ma đều là huyết mạch chậm nhiệt. Đánh càng lâu thì sức mạnh càng lớn. Thế nên trong lúc đấu với nữ kiếm tu này, hắn dần chiếm ưu thế. Xoẹt.
Ngay lúc này Diệp Quân chém một nhát kiếm khiến cô gái váy bố bố, nhưng hắn không tiếp tục thừa thắng xông lên, mà xoay người chạy đến linh hư giới ở đằng xa. Thấy thế, các cường giả xung quanh muốn ngăn chặn nhưng lúc này họ như nhận được lệnh gì đó, đều đồng loạt dừng lại, để mặc Diệp Quân chạy đến linh hư giới. Dù là cô gái váy bố đó cũng thu kiếm đứng lại. Không có ai ngăn cản, rất nhanh Diệp Quân đã đánh vào linh hư giới. Sau khi vào trong, Diệp Quân lướt mắt nhìn xung quanh, thần thức như một tấm lưới tản ra. Không lâu sau, hắn quay phát lại, sau đó cả người run lên biến thành kiếm quang biến mất ở tận chân trời. Ở một bên khác, một người phụ nữ ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, có một thanh kiếm lơ lửng trước mặt nàng ta. Người phụ nữ mặc một bộ váy trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, gương mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí tức kiếm đạo rất mạnh. Người này chính là Từ Kính. Ngay lúc này Từ Kính như cảm nhận được gì, nàng ta ngẩng đầu lên, ngay sau đó một tia kiếm quang đáp xuống trước mặt nàng ta. Kiếm quang tản đi, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp của Từ Kính lóe lên vẻ ngạc nhiên. Người đến là Diệp Quân. Thấy Từ Kính không sao, Diệp Quân thầm thở phào, hắn nhanh chân bước đến trước mặt Từ Kính, sau đó ôm chặt lấy nàng ta khẽ nói Tiểu Kính. Từ Kính run lên. Lúc này Từ Nhu xuất hiện ở một bên, nhìn thấy Từ Nhu, gương mặt lạnh lùng của Từ Kính đỏ ửng, nàng ta vội đẩy Diệp Quân ra, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười chỉ nắm lấy tay nàng ta, cũng không nói gì. Từ Kính vốn định giãy ra khỏi tay hắn nhưng sức lực như thể biến mất, giãy tượng trưng vài cái rồi thôi. Từ Nhu nhìn hai người, sau đó nói, bây giờ không phải là lúc ngọt ngào yêu đương. Sắc mặt Từ Kính trở nên lạnh lùng, ai yêu đương ngọt ngào chứ? Tỷ! Từ Nhu xua tay, đã ngủ với nhau rồi thì đừng xấu hổ. Từ Kính tức không thôi, nhìn Từ Nhu, ta đâm chết tỷ đấy. Diệp Quân cảm thấy ngờ vực, mình đã ngủ với Từ Kính rồi ư? Thấy hình như Từ Nhu không nói dối, cộng thêm bộ dáng vừa thẹn vừa giận của Từ Kính, hắn lại càng nghi ngờ. Lẽ nào ở lúc ở bí cảnh Vĩnh Sinh à? Lúc này Từ Kính càng giận hơn khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, nàng ta trợn mắt nhìn Diệp Quân, nghĩ gì đấy? Hả, ngươi nghĩ gì đấy? Diệp Quân! Từ Nhu nhìn hai người, không nói gì. Nàng ta biết Diệp Quân không biết chuyện lúc trước ở bí cảnh nên mới cố ý nhắc đến. Vì tốt cho Từ Kính, tốt cho Diệp Quân. Thấy Từ Kính như thế, Diệp Quân im lặng không nói, xem ra lúc đầu đã xảy ra quan hệ trong đó thật rồi. Thảo nào lúc tỉnh lại, chân mình lại có cảm giác mềm nhũn như thế. 2. Diệp Quân thầm nói đáng tiếc. Ngủ say rồi. Chẳng cảm nhận được gì cả. Thấy vẻ mặt vừa cười vừa tiếc nuối của Diệp Quân, Từ Kính biết chắc chắn hắn đoán được gì, lúc này càng thêm xấu hổ, xoay người muốn đi nhưng lại bị Diệp Quân kéo lại. Từ Nhu biết ra mặt Từ Kính mỏng, lúc này kịp thời chuyển đề tài, họ không làm Tiểu Kính bị thương nhưng lại nhốt muội ý trong này. Mục đích chính là muốn dụ ngươi đến. Nghe Từ Nhu nói thế, Từ Kính căng thẳng, nàng ta quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi biết mục đích của chúng là dụ ngươi đến, tại sao vẫn đến? Diệp Quân cười nói, hết cách rồi, vì tỷ ở đây. Trong mắt Từ Kính hiện lên vẻ phức tạp, gương mặt lạnh lùng của nàng ta cũng trở nên dịu dàng. Diệp Quân xoay người nhìn bầu trời, khẽ nói, bây giờ có lẽ chúng ta không thể đi được rồi. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, người có dự tính gì? Diệp Quân nhìn hai người, như biết Diệp Quân muốn nói gì, Từ Nhu nhíu mày, Diệp Quân lại cười nói, chúng ta cùng đối mặt. Nghe Diệp Quân nói thế, Từ Nhu sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ, nàng ta cứ nghĩ Diệp Quân lại muốn nàng ta và Từ Kính đi vào tiểu tháp. Diệp Quân bỗng nói, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức bay ra từ trong tháp, Diệp Quân nghiêm túc nói, có thể đưa cho họ một ít trang bị không? Tiểu Bạch chớp mắt không nói gì. Diệp Quân lại nói, họ đều là vợ của ta. Tiểu Bạch, nghe Diệp Quân nói thế, Từ Kính trợn mắt nhìn nàng ta muốn phản bác nhưng Diệp Quân lại chủ động nắm tay nàng ta mỉm cười nói, đại tỷ đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Từ Kính lạnh lùng nói, ta chưa đồng ý. Diệp Quân không nói gì, chỉ nắm tay nàng ta mỉm cười. Từ Kính thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn hắn, ngươi cười cái gì? Diệp Quân biết ra mặt Từ Kính mỏng nên không kích thích nàng ta nữa, mà lại nắm tay Từ Nhu không từ chối chỉ nhìn hắn.
Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch. Hắn phải xin một ít trang bị bảo vệ cho hai người này. Tiểu Bạch nhìn ba người, móng vuốt nhanh chóng vùng vẫy. Diệp Quân lặng thinh. Hắn quả thật không hiểu thuật ngữ của Tiểu Bạch. Lúc này Tháp Gia nói, Tiểu Bạch nói có phải ngươi đang gạt nó không? Diệp Quân vội lắc đầu, không hề, họ là vợ ta thật đấy. Móng vuốt của Tiểu Bạch chỉ vào hai người phụ nữ, sau đó làm động tác hôn gió. Tiểu Tháp nói, nó bảo ngươi chứng minh cho nó xem, họ thật sự là vợ ngươi, hay là ngươi giải thích với nó chút đi. Diệp Quân thầm nói, không cần ngươi nhiều chuyện, ta tự chứng minh. Nói rồi hắn xoay người ôm lấy Từ Kính khẽ hôn lên môi nàng ta. Tiểu Tháp, Từ Kính trợn tròn mắt, hơi ngơ ngác. Lúc này Diệp Quân lại lùi về sau một bước. Hắn biết tính cách của Từ Kính, không thể để nàng ta quá mức xấu hổ, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Sau khi hôn Từ Kính rồi, Diệp Quân lại nhìn Từ Nhu cũng nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân nhìn thấy ánh mắt này cũng hơi lùi bước. Tiểu Bạch vẫn đang nhìn hắn. Diệp Quân cắn răng kéo Từ Nhu lại, sau đó hôn lên môi. Cứ nghĩ Từ Nhu sẽ chống cự nhưng không ngờ Từ Nhu không hề làm gì, vẫn nhìn hắn như thế, trong mắt không có vẻ e thẹn hay tức giận, rất bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, đều rất bình tĩnh. Dĩ nhiên trong lòng Diệp Quân không hề bình tĩnh. Từ Kính nhìn hai người đang hôn nhau, ánh mắt rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Thấy Từ Nhu không chống cự, Diệp Quân vô thức được nước lấn tới. Định vào trong miệng, nhưng vừa định làm thế thì Từ Nhu đã cắn môi hắn. Diệp Quân vội lùi lại, hắn nhìn Từ Nhu lạnh nhạt nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân mỉm cười cũng không nói gì, chỉ nắm tay hai người, xoay người nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn ba người, đôi mắt to tròn khẽ chớp. Diệp Quân nghiêm túc nói, đều là vợ ta thật mà. Tiểu Bạch lặng thinh một hồi lâu mới xoay người. Thấy thế Diệp Quân càng trở nên mong đợi. Tiểu Bạch lấy vật phẩm ra, chắc chắn là cực phẩm. Một lúc sau, Tiểu Bạch bỗng xoay người lại, xòe móng vuốt nhỏ ra, một cái chuông đồng xuất hiện. Diệp Quân hơi tò mò, đây là... Móng vuốt Tiểu Bạch vùng vẫy. Diệp Quân nói, Tháp Gia. Tiểu Tháp nói, ta chỉ là một cái tháp, ta hiểu gì được chứ? Diệp Quân. Cuối cùng được Tháp Gia giải thích thì Diệp Quân biết được chuông đồng này tên là chuông thiết bích, là thần vật cấp cảnh giới tạo hóa. Diệp Quân nhận lấy chuông thiết bích tạo hóa, vừa cầm lấy hắn đã cảm nhận được khí tức cực kỳ cổ xưa. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vì ngay khi khí tức này vừa xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy hơi sợ. Đáng sợ thật. Sau khi đánh giá một hồi, Diệp Quân đưa chiếc chuông thiết bích tạo hóa cho Từ Nhu ở bên cạnh, Từ Nhu nhìn thần vật trước mặt, cũng không từ chối mà cất nó đi. Diệp Quân xoay người tiếp tục nhìn Tiểu Bạch lật móng vuốt lên. Một cái ấn màu tím hình vuông xuất hiện. Diệp Quân hỏi, đây là... Tiểu Bạch vùng vẫy móng vuốt. Tiểu Tháp nói, ấn thần hữu, cũng là thần vật cảnh giới tạo hóa. Ấn thần hữu. Diệp Quân gật đầu, tốt quá. Hắn vừa nói vừa đưa ấn thần hữu cho Từ Kính bên cạnh. Từ Kính cũng không từ chối, lập tức cất ấn thần hữu đó đi. Diệp Quân lại xoay người nhìn Tiểu Bạch lắc đầu tỏ ý không còn gì nữa cả. Nhìn Tiểu Bạch đáng yêu, Diệp Quân bật cười. Ngay lúc này Tiểu Bạch bỗng lấy hai bình đan dược ra đưa cho Diệp Quân, Tiểu Tháp nói, đây là đan dược trị thương, có tác dụng với họ. Diệp Quân gật đầu, hắn nhận lấy hai bình đan dược đi, sau đó xoay người đưa cho Từ Nhu và Từ Kính. Hai người cất đan dược đi. Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh, hắn có thể cảm nhận được vô số khí tức lạnh lẽo, hắn biết đám sát thủ kia quan sát đang ở trong bóng tối. Diệp Quân mặc kệ đám sát thủ đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, chúng ta đi thôi. Nói rồi hắn biến thành kiếm quang bay lên trời. Vèo, thoáng chốc bầu trời bị xé tan ra. Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng ngay sau đó Diệp Quân lao vào Tuế Nguyệt Trường Hà bị sức mạnh đáng sợ đánh bật lại. Diệp Quân trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn nhìn thấy hai cô gái đó. Một người trong đó chính là nữ kiếm tu váy vải bố đã đánh với hắn lúc nãy. Còn có một cô gái mặc áo đen, tóc dài ngang vai, tay phải cũng cầm một thanh kiếm. Hai kiếm tu. Người này chính là đại đệ tử của cô gái áo bào trắng, tên là Hàn Lăng. Cũng là thiếu chủ quá khứ tông.
Hàn Lăng cúi đầu nhìn Diệp Quân bên dưới, đệ tử kiếm các ở đâu? Vèo. Thời không xung quanh bỗng vang lên cả ngàn tiếng kiếm kêu, sau đó thời không xung quanh nứt ra, hàng trăm kiếm tu cực mạnh chậm rãi bước ra. Kiếm các của quá khứ tông. Hàng trăm kiếm tu đều là cường giả cảnh giới đế quân. Ngay khi họ xuất hiện, một loạt kiếm thế đáng sợ nghiền nát và hủy diệt thế giới này từng tầng một, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng ngay lúc này, Hàn Lăng lại nói, thức thần vệ ở đâu? Dầm. Một trận pháp dịch chuyển cực lớn bỗng xuất hiện bên phải Diệp Quân, sau đó 36 cường giả áo giáp màu máu bước ra. Áo giáp của những cường giả này giống như máu đông lại, cực kỳ quỷ dị, khí tức cường đại toát ra từ trên người họ còn đáng sợ hơn đám cường giả kiếm tông kia. Thức thần vệ. Đây là đội cận vệ trước đó của tông chủ quá khứ tông. Hàn Lăng cúi đầu nhìn Diệp Quân bên dưới, hôm nay chúng ta không thách đấu đơn nữa mà sẽ đánh hội đồng. Thế nên ngươi gọi người đi. Diệp Quân im lặng. Gọi người. Không có ai để gọi cả. Ngay lúc này thời không bên cạnh Diệp Quân bỗng nứt ra, ngay sau đó một người phụ nữ váy xanh chậm rãi bước ra. Mẹ kiếp. Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, má ơi. Nó vừa nói vừa lập tức rời khỏi cơ thể Diệp Quân, sau đó bay đến trước mặt người phụ nữ, cung kính cúi chào. Diệp Quân ngây người. Tháp ra hành lễ. Chuyện gì đây? Hắn biết tính tình của Tháp gia, mặc dù người này bình thường cười nói tâu toét vô tâm như thế nhưng vẫn chưa từng hành lễ với ai. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, bà ấy mặc một bộ váy xanh, tóc như thác nước, cả người toát ra khí chất lạnh nhạt, trầm tĩnh hệt như hoa lan, hoa cúc. Diệp Quân nhíu mày. Hắn không biết người phụ nữ này. Đây là ai? Ngay lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, chào chủ mẫu. Chủ mẫu? Người phụ nữ váy xanh nhìn Tiểu Tháp trước mặt mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, Tiểu Tháp lập tức bay vào trong tay bà ấy. Người phụ nữ váy xanh cúi đầu nhìn Diệp Quân bên dưới, lúc nhìn thấy hắn, bà ấy mỉm cười nói, qua đây. Diệp Quân do dự một lát, sau đó bước đến trước mặt người phụ nữ váy xanh, định lên tiếng nhưng lại không biết nói gì. Người thân họ hàng quá nhiều, hắn lại không biết người phụ nữ trước mặt, ngộ nhỡ gọi sai thì không ổn lắm. Người phụ nữ váy xanh nhìn Diệp Quân, một lúc sau bà ấy mỉm cười, nên đến gặp con từ trước nhưng cứ bận mãi nên vẫn chưa gặp. Diệp Quân do dự rồi mới nói, con nên gọi người là gì? Người phụ nữ váy xanh vẫn chưa nói gì, Tiểu Tháp bỗng nói, vị này là tô chủ mẫu, theo vai vế thì ngươi nên gọi là bà nội. Bà nội! Diệp Quân chớp mắt, hắn biết rồi. Người này thuộc thế hệ của ông nội. Người phụ nữ váy xanh khẽ cười. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trong tuế nguyệt trường hà đằng xa, đánh hội đồng à. Vừa lúc nhà họ Dương ta cũng thích như thế, Tuyết Nhi. Dầm. Thời không trên bầu trời bỗng nứt ra, một người phụ nữ bước ra, người này mặc một bộ váy dài màu hồng, gương mặt khá giống với kiếm chủ Thanh Sam. Sau khi người đó bước ra, một đám cường giả chậm rãi bước ra từ sau lưng bà ấy, không nhiều, chỉ có 100 người. Khí tức của 100 người này cực kỳ mạnh. Không thua kém gì đám cường giả quá khứ tông đối diện. Nhìn thấy mấy cường giả này, Diệp Quân sửng sốt. Mấy cường giả này từ đâu đến vậy? Thấy Diệp Quân tỏ vẻ ngờ vực, người phụ nữ váy xanh cười nói, họ đều là cường giả do nhà họ Dương đào tạo đấy. Dương tộc. Nhà họ Dương muốn đào tạo cường giả dĩ nhiên là chuyện vô cùng đơn giản, dù sao gia chủ hiện giờ của nhà họ Dương là kiếm chủ Thanh Sam. Tuế Nguyệt Trường Hà Minh Mông, vũ trụ vô tận. Chỉ cần hắn thể hiện một chút lòng tốt thì có thể khiến biết bao nhiêu cường giả có thể nợ ơn nghĩa mình. Dĩ nhiên ban đầu hắn không nghĩ như thế, dù sao hắn đã vô địch rồi, thu nhận người khác chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng người bên cạnh hắn không nghĩ như thế. Chẳng hạn như vị tô chủ mẫu trước mặt này. Sau khi trải qua chuyện đời trước, bà ấy và vài chi kỷ hồng nhan của kiếm chủ Thanh Sam đã quyết định phát triển thế lực của mình. Thế lực Dương tộc. Họ không phải là bình hoa trang trí, được kiếm chủ Thanh Sam giúp đỡ, họ muốn phát triển thế lực của mình thật sự không quá đơn giản. Mục đích lập ra thế lực của họ rất đơn giản, giúp kiếm chủ nhân gian thiết lập trật tự, nhưng kiếm chủ nhân gian lại vì người phụ nữ váy trắng nên người của Dương tộc không dễ dàng can thiệp, cũng không cần thiết phải can thiệp. Cả đường đi, người phụ nữ đó bảo vệ tốt đến mức người ngoài không thể nhúng tay vào.
Hơn nữa vài cường giả trước kia của Dương tộc cũng từng có ân oán với người phụ nữ váy trắng nên hai bên rất ít khi tiếp xúc. Cho đến khi Diệp Quân xuất hiện. Vì trước đó quan hệ giữa Dương tộc và kiếm chủ nhân gian khá phức tạp, thế nên bây giờ Dương tộc cực kỳ quý trọng Diệp Quân. Đây cũng là lý do tại sao trước đó sau khi Diệp Quân thừa kế gia nghiệp, người Dương tộc lập tức chạy đến giúp đỡ. Lúc này, người phụ nữ mặc áo hồng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, bà ấy nhéo mặt Diệp Quân, sau đó cười nói, con còn đẹp trai hơn cha con, ha ha. Diệp Quân hỏi, người là? Người phụ nữ chớp mắt, ta là tỷ tỷ ruột của cha con nên gọi ta là gì? Diệp Quân nói, cô. Người phụ nữ bật cười, như phát hiện ra điều gì, bà ấy bỗng nhìn Tiểu Bạch ở một bên, ôm chầm lấy Tiểu Bạch hôn một cái. Diệp Quân, Tiểu Bạch, Hàn Lăng nhìn chằm chằm một ông lão đứng sau người phụ nữ áo xanh, ông là ông lão Tuế Nguyệt à? Ông lão Tuế Nguyệt, nghe Hàn Lăng nói thế, ông lão sửng sốt. Sau đó cười nói, không ngờ vẫn có người nhận ra ta. Ông lão Tuế Nguyệt. Nghe ông lão nói thế, Hàn Lăng sa sầm mặt mày. Ông lão Tuế Nguyệt này không phải người tầm thường, vị này là cường giả từng đứng đầu bảng Tuế Nguyệt, cứ cách một khoảng thời gian bảng Tuế Nguyệt sẽ thay đổi một lần, nhưng người trước mặt này luôn đứng đầu bảng Tuế Nguyệt, thực lực nghịch thiên. Tuy nhiên, sau đó đối phương bỗng biến mất, thế nên bảng Tuế Nguyệt lại đổi người. Mọi người đều nghĩ ông ấy đã chết nhưng không ngờ đối phương lại đang góp sức mình cho Dương tộc. Hàn Lăng cũng không ngờ. Ánh mắt cô ta chuyển sang một người đàn ông trung niên cách ông lão Tuế Nguyệt không xa. Người đàn ông trung niên này mặc một chiếc áo bào màu đỏ, giữa trán có một dấu ấn đỏ như máu, tay phải của ông ấy đang cầm một đóa hoa sen màu đỏ máu. Hàn Lăng nheo mắt, Huyết Liên Đế Quân. Cứ gọi tiếp đi. Nghe Hàn Lăng nói thế, người đàn ông trung niên sửng sốt. Sau đó cười nói, Hàn cô nương thế mà cũng biết ta à? Huyết Liên Đế Quân. Thực lực của các cường giả đỉnh cấp nổi danh trong Tuế Nguyệt Trường Hà trước kia cực kỳ nghịch thiên, từng lập ra Liên Tông nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà Liên Tông bị tiêu diệt, ông ấy cũng biến mất sau một đêm, từ đó không còn tin tức gì nữa. Mà bây giờ đã xuất hiện rồi. Hàn Lăng lướt nhìn các cường giả đó, cô ta nhận ra cô ta quen với vài cường giả trong số đó. Đều là các cường giả đỉnh cấp có tên tuổi trong Tuế Nguyệt Trường Hà trước kia. Cô ta không ngờ Dương tộc lại có thể thu phục các cường giả này. Đúng là hơi bất ngờ. Lúc này người phụ nữ áo xanh đó bỗng nhìn Hàn Lăng, cô nương, chúng ta đánh được rồi đấy. Hàn Lăng nhìn người phụ nữ áo xanh, được. Vừa dứt lời, mấy cường giả kiếm các bên cạnh cô ta bỗng biến thành kiếm quang lao về phía mấy người phụ nữ áo xanh. Nhưng lúc này ông lão Tuế Nguyệt bỗng tiến lên một bước, ông ấy xòe bàn tay ra, một cây gỗ mục nát đột nhiên lao lên trời từ trong lòng bàn tay, cây gỗ mục nát ngược gió bay lên, thoáng chốc biến thành cây to mấy vạn trượng, sức mạnh Tuế Nguyệt cực lớn trào ra làm cho mấy kiếm tu dẫn đầu chấn động, vội vàng lùi về sau. Lúc này Huyết Liên Đế Quân cũng bỗng hóa thành huyết quang phóng lên trời, khi ông ấy lao lên, bông sen máu trong tay bỗng nhiên biến thành huyết quang cả vạn trượng phóng lên trời. Ngay sau đó vô số cánh hoa sen máu chém ra đòn như lưỡi kiếm sắc bén. Các cường giả phía sau người phụ nữ váy xanh cũng đều lao thẳng đến chỗ đám kiếm tu đó. Cuộc đại chiến bắt đầu. Hai bên đều là cường giả đỉnh cấp, vừa lao vào đánh nhau là trời sụp đất nghiêng, từng uy lực sức mạnh đáng sợ lan tràn ra xung quanh, cả thế giới bắt đầu rạn nứt vào thời khắc này. Lúc này có thể nói cường giả hai bên là ngang bằng nhau. Nhưng đám cường giả thức thần vệ không nhúc nhích, họ chỉ đứng bên cạnh hai người Hàn Lăng. Lúc này Hàn Lăng nhìn Diệp Quân bên dưới, giết người này trước. Giết! Vừa dứt lời, đám thức thần vệ bên cạnh Hàn Lăng đồng loạt xông về phía Diệp Quân ở bên dưới. Mấy mươi người đồng loạt ra tay, mấy chục luồng uy lực cực mạnh cuồn cuộn lao xuống thẳng vào Diệp Quân. Bên dưới, Diệp Quân híp mắt. Vừa định ra tay thì người phụ nữ váy xanh bên cạnh hắn bỗng nói, con nhìn bên này trước. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy xanh, thời không bên cạnh người phụ nữ váy xanh bỗng tách ra, ngay sau đó hơn 20 kiếm tu lưng đeo trường kiếm lao ra, dẫn đầu là một kiếm tu nữ, bà ấy không lao về phía đám thức thần vệ như các kiếm tu bên cạnh, mà xoay người đi đến trước mặt Diệp Quân. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, con chính là Tiểu Quân à. Diệp Quân gật đầu, tiền bối là. Người phụ nữ nói, ta là đệ tử của cha con, tên là Hư Vọng.
Diệp Quân sửng sốt, cha còn có đệ tử à? Hư Vọng khẽ cười, sau đó nói, đi, cùng nhau giết địch. Diệp Quân cười nói, vâng. Hư Vọng bật cười, sau đó biến thành tia kiếm quang lao lên trời, chạy thẳng vào giám thức thần vệ kia. Diệp Quân cũng biến thành tia kiếm quang lao thẳng lên trời, nhưng mục tiêu của hắn không phải là đám thức thần vệ kia, mà là 20 kiếm tu nữ váy vải bố. Hắn vẫn chưa đánh đủ trong trận chiến với cô gái này trước đó. Thấy Diệp Quân chạy thẳng đến chỗ mình, ngón tay trái nữ kiếm tu váy vải bố đó bỗng chạm vào chuôi kiếm, sau đó búng một cái. Vèo! Một thanh kiếm bỗng bay ra. Keng! Diệp Quân ở phía xa bị nhát kiếm này ép lùi về sau, ngay khi hắn vừa mới dừng lại, cô gái đó đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó vươn tay nắm lấy chuôi kiếm rồi xoay mạnh người về phía trước. Ầm! Một luồng kiếm quang bỗng vỡ nát, sức mạnh cực lớn lập tức đánh bay Diệp Quân. Cô gái váy vải bố thừa thắng xông lên đánh đuổi, thoáng chốc hàng vạn cô gái váy vải bố xuất hiện xung quanh Diệp Quân, hàng vạn kiếm quang hung hãn chém về phía hắn. Đối mặt với kiếm kỹ đáng sợ của cô ta, Diệp Quân không dám sơ suất, lập tức thi triển thời không tuế nguyệt chồng chéo. Hàng vạn tia kiếm quang của hai người bỗng tụ lại một chỗ. Ầm! Một tiếng nổ động trời bỗng vang lên. Hai người cùng lùi về sau. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn cánh tay hơi tê của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô gái đằng xa, trong mắt đầy ý chí chiến đấu và sự phấn khích. Kiếm tu cường đại. Kiếm của cô gái này mạnh hơn đại kiếm đế quân Cố Nam Dung trước kia rất nhiều, dĩ nhiên là Cố Nam Dung lúc còn chưa đột phá, về sau Cố Nam Dung đột phá, thực lực mạnh đến mức nào, hắn cũng không biết. Lúc này cô gái váy vải bố cũng nhìn Diệp Quân, cô ta cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, ánh mắt không hề dao động. Nhìn cô ta, Diệp Quân cảm thấy hơi tò mò. Cô gái này rất bình tĩnh như nước, cảm xúc không bao giờ dao động. Hai người nhìn nhau, không nói gì, lại lao về phía đối phương. Hàn Lăng nhìn sang người phụ nữ váy xanh ở đằng xa, cô ta búng ngón tay. Tách! Một âm thanh vang lên. Ngay sau đó từng luồng khí tức cực mạnh ập đến như thủy triều trong thời không phía sau cô ta. Hàn Lăng nhìn người phụ nữ váy xanh, khiêu khích nói, nào, cứ gọi tiếp đi. Gọi tiếp đi. Thời không vỡ ra sau khi Hàn Lăng dứt lời. Để một nhóm kỵ binh xuất hiện. Bọn họ chỉ gồm tầm 300 người. Ai nấy đều cao to vạm vỡ hơn người thường gấp mấy lần, thân khoác áo giáp màu vàng sậm, tay vác trường thương bạc, đầu đội mũ sắt, cả người tản ra khí tức của sự hủy diệt. Con ngựa dưới thân họ không phải vật thường mà chính là ngựa cổ long chi thứ của long tộc. Chúng nó thân tựa rồng, có 6 cánh, mắt như sét, vó như lửa, đi đến đâu đều để lại những ngọn lửa lập lòe trong thời không. Họ chính là kỵ binh cổ long. Sự xuất hiện của họ khiến các tuế nguyệt nghịch lưu giả biến sắc, trông nặng nề vô cùng. Bởi những kỵ binh này thuộc về truyền thuyết. Họ không đến từ quá khứ tông mà từ cổ long tộc trong truyền thuyết. Tuy không thuộc một trong 4 cổ tộc tuế nguyệt nhưng sức mạnh cũng không hề thua kém gì. Ngược lại, lai lịch của họ còn sâu xa hơn 4 tộc kia. Kỵ binh cổ long từng được xem là những chiến binh đứng đầu tuế nguyệt Trường Hà. Tức đứng đầu suốt mọi thời đại trong trăm tỷ năm qua. Khi ấy còn có một câu nói được lưu truyền trong tuế nguyệt Trường Hà, kỵ binh cổ long không quá hàng trăm, vượt qua thì sẽ vô địch. Sở dĩ số lượng họ ít ỏi đến vậy là vì ngựa cổ long họ cưỡi là yêu vật hiếm thấy, quá trình đào tạo cũng rất khó khăn. Chúng nó còn hiếm hơn cả ác long của cổ tộc, đương nhiên cũng mạnh hơn. Nhưng không biết vì sao mà tộc cổ long này dần biến mất trong tuế nguyệt Trường Hà. Không ai ngờ rằng họ lại đầu quân vào quá khứ tông, số lượng lại còn lên đến 300. 300 kỵ binh cổ long. Nếu đồng thời xông lên thì ai cản nổi. Hàn Lăng nhìn người phụ nữ váy xanh bên kia với vẻ khiêu khích. Muốn so tài với nhau ư? Quá khứ tông chưa từng thua ai. Người phụ nữ váy xanh thấy vậy chỉ mỉm cười, khẽ gọi Bạch. Tiểu Bạch xuất hiện từ trong cơ thể Diệp Quân, bay đến trước mặt bà ấy. Chỉ thấy người phụ nữ ghé vào tai nó thì thầm điều gì làm hai mắt Tiểu Bạch mở to rồi gật đầu. Nó chuyển hướng sang nhìn Hàn Lăng, đưa móng lên quơ quơ rồi hé mồm, phát ra một thứ sóng âm bí ẩn lan tràn bốn phía. Hàn Lăng nhíu mày, không hiểu nó đang làm gì. Bỗng đồng tử bà ta rụt lại khi cảm nhận được gì đó.
Uinh uinh. Một luồng khí tức đáng sợ dồn dập ùa đến từ khắp nơi trong thiên địa như thủy triều rào rạt. Hàn Lăng quắc mắt trừng Tiểu Bạch, thiên đạo. Thiên đạo ư? Tiểu Bạch đúng là đã gọi thiên đạo, nhưng không phải thiên đạo thường mà là thiên đạo trong tuế nguyệt trường hà. Có vô số thời đại tồn tại trong dòng sông mênh mông này, mỗi một thời đại đều có thiên kiêu hùng mạnh. Tương tự, cũng có thiên đạo của riêng mình. Thiên đạo vốn thuộc về đại đạo, nhưng vì đại đạo đã chia làm hai phe nên thiên đạo trở thành bên trung gian. Họ không có hứng thú với những phân chia tranh đấu, nhưng lại có hứng thú với Tiểu Bạch. Vì nó là linh tổ. Thiên đạo xem linh tổ là người bên mình, nói một cách nghiêm túc thì đúng là vậy, chỉ có điều Tiểu Bạch mang hơi nhiều nhân tính một chút. Khi nghe nó kêu la không dứt, vô số cường giả thiên đạo trong tuế nguyệt trường hà đều rối rít chạy tới. Sự xuất hiện của họ khiến các cường giả có mặt đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp. Hàn Lăng lạnh lùng hỏi, thiên đạo các ngươi muốn đối đầu với quá khứ tông bọn ta à? Quá khứ tông? Ba chữ này khiến các thiên đạo giật mình. Nếu có thế lực nào trong tuế nguyệt trường hà khiến họ kiêng kỵ, thì đó chính là quá khứ tông. Đặc biệt là vị tông chủ với sức mạnh nghịch thiên kia. Quá khứ tông, thế lực duy nhất mà thiên đạo không dám trêu vào. Không tính dương tộc. Không ngờ lần này hai thế lực ấy lại đánh nhau. Phải làm gì đây? Các thiên đạo bối rối. Hàn Lăng thấy mình uy hiếp được bọn họ thì nhếch mép cười lạnh. Thiên đạo mạnh thì mạnh đấy nhưng còn lâu mới dám đối đầu với quá khứ tông. Bỗng Tiểu Bạch lại vung vuốt lên. Không biết nó nói gì mà các thiên đạo lập tức thả uy áp kinh khủng về phía các kỵ binh cổ long. Đồng tử Hàn Lăng rụt lại, phẫn nộ quát lên, to gan. Các ngươi không sợ thân tử đạo tiêu chắc. Các thiên đạo bỏ ngoài tai lời uy hiếp, uy áp của họ tụ hội thành một dòng sông rồi thành dây thừng lao về phía các kỵ binh. Bên kia cảm nhận được uy áp này thì đanh mặt lại. Có phần khó xơi rồi đây. Thống lĩnh kỵ binh mở miệng, lên. Tấn công. Đứng trước uy áp này, họ chỉ còn cách tấn công trực diện. 300 kỵ binh lập tức nghe lệnh lao tới với tốc độ khủng khiếp, mắt thường nhìn vào chỉ thấy như hàng loạt tia lửa. Họ thả ra uy áp ngập trời, trực tiếp đối kháng với bên thiên đạo. Hai bên vừa va chạm đã khiến trời long đất lở, sao trời sụp đổ. Các cường giả khác đang đánh nhau ở khắp nơi bị vụ nổ ảnh hưởng, đành phải vừa lui vừa phòng thủ. Diệp Quân đang giao thủ với người phụ nữ váy gai cũng phải lùi lại, thả kiếm thế ra để chống đỡ uy áp. Dừng lại rồi, hắn nhìn các kỵ binh bằng ánh mắt nghiêm trọng. Bọn họ mạnh thật. Hắn như sực nhớ ra mà hỏi, Thiên Thiên, bọn họ có khí tức của rồng, muội trấn áp được không? Ngao Thiên Thiên, để muội thử. Cô ấy hóa thành một tia sáng vàng chui ra từ người Diệp Quân, khôi phục bản thể ở chân trời rồi vươn cổ gầm lên về phía các kỵ binh cổ long. Uinh! Uy áp long tộc khổng lồ lao tới. Đúng hơn là uy áp rồng tổ. Nhưng các kỵ binh không chút sợ hãi, xem nó như gió thoảng bên tai. Diệp Quân xa sầm mặt. Ngao Thiên Thiên trở về trong cơ thể hắn, không được rồi. Diệp Quân xa sầm mặt nhìn các kỵ binh. Thống lĩnh kỵ binh lại la lên, giết! Giết! 300 kỵ binh rầm rập lao tới. Uy áp tuôn trào ép thiên đạo phải rút lui. Diệp Quân sầm mặt, không ngờ họ lại có thể làm vậy. Lên! Thống lĩnh kỵ binh lại la lên. 300 kỵ binh đồng thanh góp giọng, điên cuồng thả sức mạnh ra, đánh tan uy áp thiên đạo. Tiểu Bạch bỗng bay lên cao, khua khoắng vuốt loạn xạ. Vô số năng lượng bí ẩn ùa tới từ trong thời không, chảy về phía các thiên đạo. Chúc phúc từ linh tổ. Uy áp của bên thiên đạo tăng lên, áp chế ngược lại kỵ binh cổ long. Hàn Lăng nhăn mặt, vươn tay gọi một tế đàn xuất hiện. Kích thước nó tăng vọt. Trở thành một thứ dài mấy vạn trượng bắc ngang chân trời, vang lên từng âm thanh xa xưa, mang theo sức mạnh thần bí đến trao cho các kỵ binh. Những ngọn lửa kéo dài bùng cháy từ thân thể các kỵ binh, khí thế rào rạt trấn áp bên thiên đạo. Tình thế nghịch chuyển. Diệp Quân xa sầm mặt, thế quái nào lại còn dùng trang bị thế kia? Có tế đàn hỗ trợ, sức mạnh và khí thế bên kỵ binh tăng vọt, trấn áp lại thiên đạo. Tiểu Bạch lại vung vuốt gọi ra một cái trống lớn mấy vạn trượng. Một cái bóng mở bay ra, vung hai cái rùi khổng lồ gõ vào mặt trống. Thùng thùng.
Từng tiếng trống vang lên như gõ vào linh hồn những người có mặt, như đang khơi gợi sức mạnh trong lòng họ. Diệp Quân hết hồn. Thứ gì đây? Các thiên đạo một lần nữa được chúc phúc, bùng phát sức mạnh đáng sợ. Chưa hết, Tiểu Bạch lại vung vuốt, phóng ra một tia sáng vàng. Một vòng sáng vàng xuất hiện dưới chân nhóm Diệp Quân và các thiên đạo. Từng luồng sức mạnh bí ẩn tuôn trào bay vào cơ thể họ. Sức mạnh bọn họ không ngừng tăng vọt. Lại được chúc phúc. Tiểu Bạch chưa dừng lại, không ngừng vung vuốt. Hàng loạt món thần vật không rõ tên bay ra, không ngừng gia tăng sức mạnh cho Diệp Quân và các thiên đạo. Sắc mặt Hàn Lăng xấu xí vô cùng, giống như sắp bước chân xuống mồ. Dưới sự giúp đỡ từ vô số thần trang của Tiểu Bạch, sức mạnh của nhóm Diệp Quân tăng lên vùn vụt. Đặc biệt là các thiên đạo. Khí tức của họ đã mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, uy áp không ngừng tuôn ra đẩy lùi các kỵ binh cổ long. Ánh mắt Hàn Lăng rơi xuống trên người Tiểu Bạch, khẽ nói, giết. Hàng loạt tia sáng lạnh lẽo ập đến Tiểu Bạch từ bốn phía. Sát thủ quá khứ tông. Diệp Quân thấy vậy thì biến sắc, nhưng trước khi hắn kịp ra tay, Tiểu Bạch đã vung vuốt lên, gọi một quyển sách cổ xuất hiện. Quyển sách gia tăng kích thước, hóa thành một bộ giáp bao phủ nó. Xoẹt xoẹt. Mấy chục tia sáng chém vào bộ giáp, không để lại được bất kỳ dấu vết nào. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lưu luyến trên bộ giáp, không biết đang nghĩ gì. Ở bên kia, sắc mặt Hàn Lăng còn khó coi hơn khi thấy kỵ binh cổ long liên tiếp bị thiên đạo đẩy lùi. Tình hình rất xấu rồi. Người phụ nữ váy gai đứng bên cạnh chợt chuyển hướng nhìn Tiểu Bạch, giải quyết nó trước. Con linh tổ này mới là mấu chốt. Hàn Lăng cũng nói, các lão. Lời vừa dứt, phập, một tia sáng lẳng lặng phóng đến trước mặt Tiểu Bạch. Khí tức của nó mạnh hơn lần trước đó ít nhất là chục lần. Diệp Quân giật mình, lập tức nhào tới. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, đã có mười mấy tia sáng khác ập đến cản đường. Một tia ác liệt lóe lên trong mắt, Diệp Quân vung kiếm. Rầm, những sát thủ ẩn nấp bị hắn đánh bay. Bên kia, bộ giáp bảo vệ Tiểu Bạch lại bị chém rách một đường. Diệp Quân phát hoảng. Tiểu Bạch cũng ngạc nhiên, không ngờ thần khí của mình lại bị phá hỏng được, nhưng rồi nhanh chóng lấy ra một tấm khiên tròn. Cũng là lúc tia sáng kia quay lại. Tấm khiên thay Tiểu Bạch chắn được nó. Diệp Quân cũng vọt đến bên Tiểu Bạch đúng lúc này, đẩy nó ra sau lưng để bảo vệ rồi nhìn bốn phía, đáng tiếc không phát hiện được gì. Tựa như sát thủ chưa từng xuất hiện. Diệp Quân nói ngay, Tiểu Bạch. Cho tí ánh sáng bắt hắn ra. Tiểu Bạch vội lấy ra một tấm gương tròn, gương lơ lửng trên đầu họ, tỏa ra ánh sáng chói lòa khắp bốn phía. Ấy vậy mà không soi ra được gì. Chợt, Diệp Quân như cảm nhận được gì mà quay phát về phía người phụ nữ váy xanh. Chỉ thấy thời không cạnh bà ấy vỡ ra, để một tia sáng lao tới. Diệp Quân biến sắc, hắn đang cách bà ấy quá xa, có muốn cứu viện cũng không kịp. Nhưng đối phương không chút hoảng loạn, khi tia sáng còn cách bà nửa trượng, một cái bóng đã vọt tới. Có tiếng kêu rên phát ra, tia sáng kia bị đẩy lùi. Một cô gái áo đỏ xuất hiện bên cạnh người phụ nữ váy xanh. Diệp Quân lập tức sửng sốt. Hắn biết đây là ai? Là tỷ tỷ của hắn. Diệp An. Trước đây hắn nghe nói tỷ tỷ đi theo một người thân, còn tưởng đó là ai, nào ngờ lại là người của ông nội. Đúng hơn là người phụ nữ váy xanh chủ động tìm đến Diệp An. Bởi vì chút xích mích xảy ra trước kia khi Diệp An gặp kiếm chủ Thanh Sam. Nên bà ấy mới cố tình phái người đến đón cô gái này. Dưới sự đào tạo của Dương tộc, tài nguyên của Diệp An không hề thua kém gì Diệp Quân, mà sức mạnh cũng thuộc hàng nghịch thiên. Đánh bay sát thủ kia rồi, Diệp An quay sang nhìn Diệp Quân. Hắn vội vẫy tay, tỉ tỉ. Diệp Quân rất có hảo cảm với người chị đã cùng mình vào sinh ra tử này. Nhưng Diệp An chỉ lãnh đạm nhìn một cái rồi thu tầm mắt về. Làm Diệp Quân có chút hụt hẫng. Tỷ tỷ gì mà lạnh lùng ghê. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà nói với Tiểu Bạch, giải quyết đám kỵ binh này trước. Tiểu Bạch gật đầu, vung móng lên. Các thiên đạo nhanh chóng tấn công tiếp tục. Nhờ vô số chúc phúc nên sức mạnh của họ mạnh hơn trước đó rất nhiều. Không ngừng giáng uy áp xuống các kỵ binh cổ long. Thống lĩnh kỵ binh thấy vậy bèn chĩa thương về trước, hô to, giết. Giết.
Toàn bộ kỵ binh đồng loạt lao về phía các thiên đạo. Đại chiến sắp xảy ra. Diệp Quân lại gọi, tỷ. Nói rồi lập tức hóa thành kiếm quang vọt về phía Hàn Lăng. Gần như cùng lúc, Diệp An phóng lên cao về phía người phụ nữ váy vải đứng kế bên. Tỷ đệ cùng ra tay. Tốc độ của Diệp Quân rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã tiếp cận Hàn Lăng. Đối phương vẫn bình chân như vậy, khi chỉ còn cách mũi kiếm một chút thì bước tới, để một thanh kiếm bay ra từ giữa trán. Quỳnh! Diệp Quân bị đánh bay. Hàn Lăng tiếp tục bước tới. Hơn 10 triệu tia kiếm khí bay ra từ giữa trán, hóa thành một dòng sông đáng sợ. Đồng tử Diệp Quân rụt lại, thân hình nhòe đi. Hàng loạt kiếm khí lao ra từ thời không trước mặt hắn. Đánh trực diện. Đây là biện pháp duy nhất của hắn, bởi vì đường lui đã không còn. Hai kiếm kỹ hùng hậu va chạm nhau khiến trời long đất lở. Kiếm khí vỡ toang bắn đi bốn phía, xé nát đất trời thành nhiều mảnh. Hai bên đồng thời lui bước, nhưng chỉ một khắc sau lại lao vào nhau. Quỳnh! Hai loại kiếm quang lại va chạm rồi nổ tung, lần nữa xé rách thời không vừa mới khôi phục. Hàn Lăng dừng lại rồi phóng lên cao, đưa tay phải lên chạm vào giữa trán. Nơi ấy nứt ra, để một thanh kiếm trong suốt xuất hiện. Nó xoay tròn một vòng trong tay chủ nhân trước khi cắm phập xuống. Doạt! Một tia kiếm khí dài đến vạn trượng ầm ầm lao xuống. Xé nát đất trời! Diệp Quân không dám khinh thường nhát chém khủng bố này mà đưa tay nắm chuôi kiếm, sau đó bước tới, liên tục rút kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 2000 nhát, chồng 5 lần. Hai loại kiếm quang nổ tung. Diệp Quân lui lại hơn mấy nghìn trượng, một khắc sau đã vung kiếm lao về phía Hàn Lăng như đạn đại bác. Bùm! Kiếm quang nổ tung ở chân trời, đánh bay Hàn Lăng. Diệp Quân nhìn lại, thấy Diệp An đang chiến đấu kịch liệt với người phụ nữ váy vải. Hai người không phân cao thấp, không làm gì được nhau. Hắn lại nhìn tiếp, thấy kỵ binh cổ long đang tháo chạy khi bị thiên đạo áp chế hoàn toàn. Họ đang có ưu thế. Diệp Quân lại nhìn Hàn Lăng, thấy đối phương cũng đang nhìn mình với kiếm thế không ngừng trào ra từ giữa trán. Cho dù thấy phe mình đang ở thế hạ phong, Hàn Lăng cũng không hề nao núng. Diệp Quân nhíu mày. Đối phương có thể vẫn còn tuyệt chiêu. Hắn dùng huyền khí truyền âm cho người phụ nữ váy xanh. Bà ấy nhìn lên Hàn Lăng, khẽ cong môi. Bỗng nhiên, Hàn Lăng biến mất, một tia kiếm quang lao về phía Diệp Quân. Kiếm thế như sấm, đáng sợ vô cùng. Thấy sát ý trần trụi trong mắt đối phương, Diệp Quân biết Hàn Lăng đã quyết tâm muốn giết hắn. Hắn lại rút kiếm, nhưng vẫn âm thầm phòng bị, vì hắn biết đối phương chắc chắn còn giấu chiêu. Bằng không đã không thể bình tĩnh như vậy dù rơi vào hoàn cảnh xấu. Rõ là bất thường. Hai thanh kiếm nện vào nhau, kiếm quang bùng nổ, hóa thành kiếm khí bắn tung tóe. Kiếm khí đi đến đâu, thời không bị xé nát tới đó. Các cường giả vội vàng tránh né, không dám bén mảng lại gần. Đang lúc Diệp Quân lùi lại, dị biến xảy ra. Thời không sau lưng hắn vỡ ra, để một tia lửa ập tới. Diệp Quân nheo mắt. Do đã chuẩn bị từ trước mà vung tay trái gọi một tấm khiên xuất hiện, kéo nó ra trước mặt. Phừng! Tia lửa kia hóa thành biển lửa bao phủ lấy hắn. Một khắc sau, một tia kiếm quang xẻ đôi biển lửa, sau đó là tấm khiên hấp thụ nó hoàn toàn. Diệp Quân lập tức cảm nhận được cảm giác nóng cháy truyền tới. Làm hắn vừa khiếp sợ lại vừa động lòng. Không ngờ tấm khiên Tiểu Bạch đưa cho lại là thần khí cảnh giới tạo hóa. Đúng là báu vật. Hắn vội vàng giơ khiên về phía một lão già áo đen gần đó, đang cầm một ngọn lửa trong tay. Sức nóng bắt đầu lan tràn bốn phía, làm thời không cũng hòa tan. Diệp Quân nhếch mép nhìn Hàn Lăng, có thế thôi à? Hàn Lăng, ta có nói sẽ đấu tay đôi với ngươi sao? Diệp Quân nhíu mày, bà muốn chơi dơ chứ gì? Hàn Lăng khiêu khích, thế thì sao? Diệp Quân gật đầu, đã chơi dơ, thì ta chiều. Hắn vung tay lên cao, hét lên, cha, cho con mượn kiếm. Không có gì xảy ra. Diệp Quân sượng chân. Bên kia, Tiểu Bạch chớp mắt nhìn hắn rồi vung vuốt. Một thanh kiếm phá không lao tới rơi vào tay nó bèn bay tới đưa kiếm thanh huyên cho Diệp Quân. Diệp Quân, chúng thần điện. Diệp Quân im lặng nhìn thánh kiếm hiên viên trong tay. Không ngờ hắn lại không mượn được thanh kiếm này. Đau lòng quá.
Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, nó cười khẽ, sau đó dùng móng vuốt chỉ về phía Hàn Lăng ở cách đó không xa. Diệp Quân thôi suy nghĩ, lắc đầu cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lăng, xông lên. Dứt lời, hắn cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt! Thời không thoáng chốc vỡ ra. Trong mắt Hàn Lăng phía xa lóe lên sát khí, cô ta đột nhiên xông về phía trước, trong nháy mắt, hàng nghìn hàng vạn tia kiếm quang bay ra từ giữa chân mày của cô ta, cùng lúc đó, một tia kiếm thế đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân. Nhưng lần này, kiếm thế của cô ta thoáng chốc bị kiếm của Diệp Quân chém tan. Oanh! Tất cả kiếm quang thoáng chốc tan biến. Hàn Lăng lập tức lùi lại mấy chục nghìn trượng. Khi cô ta dừng lại, trong mắt cô ta tràn đầy nỗi sợ hãi, thanh kiếm này của ngươi. Diệp Quân ở phía xa nhìn thoáng qua cô ta, không hề nhiều lời, lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất. Nếu ngươi đã không biết xấu hổ, thì ta cũng không cần thể diện nữa. Nếu so độ mặt dày thì hắn thắng chắc. Thấy Diệp Quân lại cầm kiếm lao tới một lần nữa, nét mặt Hàn Lăng trở nên dữ tợn, cô ta cầm kiếm bằng tay phải, dựng thẳng ở giữa chân mày. Một tia kiếm thế mạnh mẽ lập tức cuộn ra từ trong cơ thể cô ta. Khi Diệp Quân cầm kiếm xông về phía cách cô ta 10 trượng, cô ta đột nhiên mở mắt, bước về phía trước một bước, một sức mạnh bí ẩn lập tức bao phủ xung quanh. Kiếm vực! Hàn Lăng cầm kiếm phẫn nộ chỉ vào Diệp Quân, giết! Giết! Dứt lời, trong cơ thể Hàn Lăng lập tức bộc phát ra khí thế kiếm đạo đáng sợ, sau đó, hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong kiếm vực. Chém thẳng về phía Diệp Quân. Dưới sự gia trì của kiếm vực bí ẩn, uy lực của vô số thanh kiếm này đều trở nên mạnh hơn. Nếu là trước đây, có lẽ Diệp Quân sẽ tạm thời tránh đi, nhưng lúc này, hắn đang sử dụng kiếm Thanh Huyên. Chỉ cần chém là được. Diệp Quân vung một kiếm, chỉ trong nháy mắt, tất cả thanh kiếm chém tới trước mặt hắn đều bị chém vỡ, chẳng những thế mà kiếm vực bí ẩn của Hàn Lăng cũng thoáng chốc vỡ tan. Thấy khung cảnh trước mắt, sắc mặt Hàn Lăng lập tức thay đổi, cô ta vội tránh về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Diệp Quân. Thấy Hàn Lăng lùi lại, Diệp Quân cau mày, cô còn đánh nhau nữa không? Nếu đối phương liên tục lùi lại thì hắn thật sự hết cách, vì tốc độ của đối phương còn nhanh hơn cả hắn. Hàn Lăng nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy ánh mắt đối phương, Diệp Quân cười khẩy, biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt! Một tia kiếm quang thoáng chốc bay tới trước mặt Hàn Lăng. Đối diện với thanh kiếm này, thời không như trở nên yếu như giấy. Hàn Lăng không dám đối đầu trực diện với chiêu kiếm này của Diệp Quân, cô ta xoay chân phải, dưới chân có kiếm quang lóe lên, sau đó lùi lại cả nghìn trượng. Vụt! Kiếm của Diệp Quân chém vào không khí. Diệp Quân không đuổi theo nữa, hắn cứ nhìn Hàn Lăng như thế mà không nói một lời. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, có bản lĩnh thì đừng sử dụng thanh kiếm kia. Diệp Quân cười nói, không phải cô muốn mặt dày à? Bây giờ cô tự chọn mặt dày lại muốn người khác không mặt dày. Người của quá khứ tông các cô tiêu chuẩn kép thế à? Hàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, sát khí trong mắt như hóa thành thực thể. Diệp Quân không quan tâm đến sát khí trong mắt cô ta, hắn quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này đám kỵ binh cổ long kia đã bị mấy thiên đạo áp chế. Ông lão Tuế Nguyệt cũng dẫn theo một nhóm cao thủ ngắn cản cao thủ kiếm các và thức thần vệ. Bọn họ đang chiếm lợi thế. Diệp Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Lăng, hắn cũng không ra tay với người phụ nữ trước mắt nữa mà di chuyển, biến thành một tia kiếm quang lao về phía đám cao thủ kiếm tu của kiếm các phía xa. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Lăng thoáng chốc thay đổi. Lập tức biến thành một tia kiếm quang đuổi theo Diệp Quân. Nếu dưới tình huống bình thường, Diệp Quân sẽ không thể mang đến uy hiếp quá lớn với cao thủ kiếm các, nhưng lúc này thì khác, thanh kiếm trong tay Diệp Quân quá kinh khủng, nếu tấn công đám cao thủ kiếm các kia, không ai trong những kiếm tu này là đối thủ của hắn cả. Mà lúc này, Diệp Quân vốn muốn đi giết cao thủ kiếm các phía xa đột nhiên xoay người, sau đó chợt chém một kiếm về phía Hàn Lăng đã xông đến trước mặt hắn. Nhìn thấy cảnh này, con người Hàn Lăng chợt co lại, lúc này cô ta mới hiểu, mục tiêu thật sự của Diệp Quân vẫn là cô ta. Hoa Linh không dám suy nghĩ nhiều, cô ta chắp ngón tay trái đặt giữa chân mày, sau đó hét lên, mở. Ong! Một tiếng kiếm reo chợt vang vọng từ trong cơ thể cô ta,
sau đó những tia phi kiếm bay ra, chém thẳng về phía Diệp Quân. Đối đầu trực diện với chiêu kiếm của Diệp Quân. Oanh! Mà sau khi Diệp Quân chém kiếm xuống, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang thoáng chốc vỡ tan, Hàn Lăng ngã bay ra xa, vào khoảnh khắc cô ta bay ra, cơ thể Diệp Quân run lên, biến thành một tia kiếm quang lao đến chỗ Hàn Lăng. Chiêu kiếm này đẩy Hàn Lăng đến bước đường cùng. Thấy chiêu kiếm của Diệp Quân chém tới, con người Hàn Lăng co lại, cô ta biết là mình không thể đỡ được. Nhưng lúc này, tình huống bất ngờ chợt diễn ra. Diệp Quân vốn có thể giết chết Hàn Lăng chợt cảm nhận được điều gì, lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Sau đó, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Diệp Quân chết đi. Dứt lời, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt, thời không xung quanh hắn đã trở nên hư ảo. Oanh! Thời không vỡ tan. Ngay sau đó, Diệp Quân lập tức biến mất một cách khó hiểu. Người phụ nữ váy xanh bên dưới nhíu mày, chúng thần điện. Dứt lời, bà ấy xoay người nhìn về phía nào đó, cô nương, làm phiền rồi. Người phụ nữ váy trắng vẫn luôn theo dõi trận chiến trong bóng tối gật nhẹ đầu, sau đó, bà ấy lập tức biến mất. Khi Diệp Quân xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trong một tinh không mênh mông không biết tên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.